Chào mừng đến với vương giả đấu kỹ trường. Trên tay Harada Sanji cũng có xà giới đó. Chết tiệt, hắn chính là người đã bắt nô nặc đi mà. Lần này rắc rối rồi. Đừng hoang mang, tùy cơ hành sự. Không ngờ lại gặp được hắn nhanh như vậy. Mọi chuyện càng ngày càng khó giải quyết rồi. Hai, Sanji, ngươi nhìn xem ta đưa ai đến đây. Người này là Chu Tiểu An, người vừa mới trở thành thi vương của Trung Hoa. Đừng để bụng, hắn luôn xấu tính như thế, tự cho mình là thiên hạ vô địch. Nhà Hanada và thi tộc như nước với lửa, sao hắn lại ở chỗ ngươi? Tuy hắn là người nhà Hanada, nhưng cũng có qua lại với ta. Hắn chính là gián điệp, hai mặt mà người ta nói. Con người luôn hám lợi, mỗi năm bọn ta đều cho hắn một khoản tiền công. Hắn anh thất sinh đâu rồi? Chẳng phải nói là đã luyện thành xà nha đao nên muốn đấu với Hanada Kanzanji hay sao? Thần anh thất sinh, chỉ có một mình Hozo đến. Đó là chỉ cần một người là đủ. Xem ra cũng rất tự tin với xà nha đao. Vậy tên Hozo đó đâu? Ăn miếng cá sống liền bị đau bụng. Đúng thật là, mau đi giục hắn đi. Xà nha đao, chẳng lẽ dùng răng của xà binh luyện ra? Thứ đó vốn sắc nhọn đến mấy, chắc cũng không thể đối phó được với xà giới được. Cảm giác không thể dùng được xà giới rất khó chịu phải không? Ngươi đã làm gì nô nặc rồi? Nếu như ngươi có thể đánh thắng ta thì ta có thể nói cho ngươi biết. Bệ hạ, thời gian Hoji y vắng cũng đủ để ta so tài với thi vương Trung Hoa rồi. Ngươi là cái thá gì mà cũng xứng giao thủ với bệ hạ? Và tiểu thư, người người ở trong thời đại này đều là bình đẳng. Hanada tiên sinh cũng không hề có ác ý. Hai vị tiểu thư ở trong tay, xà giới có thể gặp nhau ở vương giả đấu kỹ trường này đúng là hiếm gặp. Tôi cũng cảm thấy chắc chắn trận đấu này sẽ vô cùng đặc sắc. Xian Taoji nói rất có lý. Không biết thi vương Trung Hoa có dám ứng chiến hay không. Chỉ là thỉ thí mà thôi, sẽ không làm thương người đâu. Chẳng phải nói là đến xem kịch hay sao? Sao kẻ nào cũng muốn đấu với ta? Hành động thi thủy, ngươi cố ý phải không? Cũng không biết là tiên gia hỏa này có thể sử dụng xà thần giáp hay không. Nếu như bị hắn bắt được thì mình chính là thi vương làm thời gian ngắn nhất ở trong thời kỳ lịch sử. Sao, thi vương Trung Hoa sợ rồi sao? Nếu như không dám ứng chiến thì để ta ngồi vào bảo tọa thi vương đó cho. Chỉ nói được thôi, A-di-đà Phật. Ánh mắt vừa rồi của hoàng nội thi thủy như muốn giết chết Hana Kanji. Xem ra tiểu tử này sớm đã có dã tâm chiếm được hoa hạ rồi. Thế giới hòa bình quả nhiên là không chỉ dựa vào lời nói là được. Lão hổ không giao ai, liền bị các ngươi coi là mèo bệnh. Đúng lúc ta muốn hoạt động quân cốt, chỉ sợ là lỡ mất tòa thiên thi các này. Nếu như thi vương Nhật Bản cũng đồng ý mời thì chết tiệt, phải bắt đầu kế hoạch B rồi sao? Chu Tiểu An và Lưu Bằng Tử đã bàn tính kế hoạch B ở trong phòng ngủ tối qua. Bạch Vân Tố đã có quan hệ với Nhật Bản từ trước rồi. Tôi thấy 8 phần là do cô ta nói tin tức của chúng ta đến Nhật Bản cho hoàng nội thi thủy. Ngày mai đánh ít giữ nhiều. Chúng ta Tiên quân tử hậu tiểu nhân. Ta có kế hoạch A và B, ngươi nghe cho kỹ. Kế hoạch A là hóa khí sinh tài, còn kế hoạch B là ngọc đá cùng nát. Ta muốn đi vệ sinh, nhà vệ sinh ở đâu? Ta dẫn ngươi đi, tiện thể đến xem tên Hozo kia thế nào rồi. Aha, cảm ơn nhé. Tiểu tử thối, hôm nay các ngươi sắp gặp chuyện lớn rồi. Thủ hạ của ngươi chuồn rồi, không cần quản. Ngươi cố ý bố trí ở nhà tắm khiến Chu Tiểu An nghi ngờ ta. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, để ngươi đừng quên ngươi đã giúp ngươi nên được vị trí tổng chính của Bạch Gia. Bạch Gia từng nợ ngươi, cùng lắm thì trả bằng mạng của ta. Ngươi có thể đồng ý không giết Chu Tiểu An được không? Chưa nói chắc được, còn phải xem hắn có giá trị lợi dụng hay không đã. Nếu như hắn có thể dùng xà giáp thì ta có thể liên minh với hắn, rồi cùng tấn công nhà Hanada. Nếu không thể thì sẽ bị Hanada Sanji này giết chết. Gợi dậy mâu thuẫn giữa thi tộc Trung Hoa và nhà Hanada cũng không phải là ý tôi. Trong lúc Chu Tiểu An và Hanada Sanji giao thủ thì Giang Nguyên Yến dẫn một tiểu đội nghiên cứu của cục 1 đinh 7 thâm nhập vào
cộng công thần điện ở hải vực Bột Hải. Nguyên Yến tỷ tỷ thì thật sự là bị nhốt ở đây hơn 1000 năm hay sao? Đúng thế, cả giáo sư Mạnh của các ngươi cũng thế. Đáng tiếc là tôi không nhớ được gì cả. Nếu như Mạnh ai còn sống thì tốt rồi. Nhắc đến lão Mạnh, cứ nghĩ đến việc hắn không phải là con người thì lông toàn thân của tôi đã dựng lên cả rồi. Không đúng, nếu như giáo sư Mạnh đã từng đến tinh thành thì ông ấy nên biết vị trí của tinh thành chứ nhỉ? Tại sao mấy nghìn năm nay sau khi trốn thoát khỏi thần điện dưới đáy biển, ông ấy lại không thể tìm thấy tinh thành? Cái này hoàn toàn không logic. Đúng thế, đúng là như thế. Chợ ngu ngốc, anh trở nên thông minh rồi đấy. Tôi và Mạnh ai đến trái đất không phải là bằng phi thuyền mà là thông qua tinh môn. Tinh môn là đài trung chuyển liên kết trái đất và xà tinh. Lúc đó chúng tôi đã trực tiếp vào tinh thành từ cửa đó. Vì thế Mạnh ai không thể biết vị trí cụ thể của tinh thành. Tôi cũng mới nhớ ra những điều này cách đây không lâu. Chết tiệt thật. Xuyên không qua các vì sao, xà tộc không cần phi thuyền đã có thể đến trái đất rồi. Thế thì chẳng phải trái đất sẽ rất nguy hiểm hay sao? Không phải chứ. Nếu chẳng phải là chúng có thể thâm nhập trái đất bằng bất cứ lúc nào hay sao? Yên tâm đi, tinh môn chỉ có thể di chuyển những tín giả không có sức mạnh chiến đấu như tôi. Bởi vì A-A-Bỉ, cung nô võ sĩ của xà tinh, sẽ thông qua tinh môn mà tấn công địa cầu. Hơn nữa, tinh môn cũng giống như là tinh thành, sớm đã bị hủy ở trong vụ lổ của xà thần nổi loạn rồi. Thế thì may quá, công nghệ kỹ thuật ở xà tinh đúng là quá khủng bố. Nếu như chúng xâm chiếm trái đất chúng ta thì chết chắc rồi. Vì thế chúng ta đang phải mau chóng tìm thấy sử tiền năng lượng nguyên để chuẩn bị chiến đấu trước khi chúng đến đây. Tuyệt quá, người ngoài hành tinh xâm lược trái đất. Thế thì Quách Khải ta không những có thể trở thành siêu anh hùng siêu cấp mà còn có thể đánh bại những kẻ xâm lược xà tinh. Đến lúc đó ta sẽ được vạn người kính nể, sự tích của ta còn được quay thành phim. Chết tiệt, con rắn to quá. Đây không phải là rượu thuốc mà là xà thần dùng rắn để ngâm không. Ngu ngốc, xem nhiều quảng cáo rượu thuốc rồi. Xem nhiều quảng cáo rượu thuốc hồng mao rồi phải không? Lẹ lẹ, một khi nhìn thấy những thứ kinh khủng thế này là anh nhạy nhớ đến sa mạc hang. Lúc đó chúng ta vẫn đang yêu nhau, thật muốn quay lại lúc đó. Lúc đó anh ghen với lưu sướng không có phong độ, nhưng anh đã thề sẽ dùng cả đời này để bảo vệ em. Bớt giỏ trò này đi, chúng ta đã chia tay rồi. Nếu như anh còn dám bám lấy tôi thì đừng trách tôi xóa anh ra khỏi vòng kết bạn. Rầm rầm rầm, sao lại có tiếng nổ? Trong thần điện còn có đội điều tra khác hay sao? À, nguy hiểm. Con đó bỏ xuống dưới rồi, chắc sẽ không lại đâu, không quay lại đâu nhỉ. Thật là tà môn, ngâm mấy nghìn năm rồi không ngờ vẫn còn sống. Anh bị thương rồi. Không sao, chỉ là bị nó cắn một nhát mà thôi. Để em băng bó vết thương cho anh. À, nhẹ thôi. Không ngờ anh thật sự không bằng được tính mạng để cứu em. Thực ra vừa rồi anh cũng nói thế thôi. Không ngờ bản thân thực sự đã xông qua. Đến bản thân anh cũng bị dọa cho. Anh cực kỳ sợ rắn đấy. Tôi nói này Quách công tử, chẳng phải cậu luôn hy vọng bản thân trở thành anh hùng siêu cấp đại loại như người nhận hay sao? Nói không chừng lần này cậu lại biến thành người rắn đấy chứ. Triệu Vũ Thần, anh bất cười trên nỗi khổ của người khác đi. Bất luận Cách Khải trở thành cái gì thì tôi cũng nguyện ở bên anh ấy. Có câu này của em, anh thật sự muốn trở thành người rắn đấy. Giang Nguyên Nguyễn nhìn Tần Lệ và Quách Khải mà nhớ tới Tiểu Hoa đang ở bên nhà xa xôi. Trong thần điện đã nhất cô ấy nghìn năm nay, nhất định là có thứ gì đó có thể lấy lại ký ức của cô, giúp Chu Tiểu An tìm ma bị chi tâm. Cô nhất định là phải nhanh chóng nhớ ra tất cả, cho dù là ký ức khủng khiếp nhất. Tiếng nổ lại vang lên, lần này to hơn lần trước đó. Không có thi khí, lão già này là người, nhưng sức mạnh và tốc độ lại không hề thua kém thi tộc. Tại sao hắn chỉ dùng quyền thuật, chẳng lẽ không thể tạo ra xà giáp hay sao? Tiêu rồi, nếu hắn chỉ muốn tỉ thí võ nghệ, thì mình phải làm sao? Mình đã để lưu bằng tử thực hiện kế hoạch B rồi. Hắn như đau, mình như cá, không lo được nhiều như thế nữa rồi. Thành gỗ rồi, đây chính là năng lượng xà giới của Hanarakanji.
Chu Tiểu An, ngươi thật là bị ổi. Ta chỉ muốn tỉ thí võ nghệ với ngươi, không ngờ ngươi lại có sát tâm, lại dùng thi thuật với một người tay không tấc sắt. Tên Hanada Kanji này làm ta thật thót tim. Bớt phí nói đi, nếu ta thật sự muốn giết ngươi thì ngươi đã bắt đầu rồi. Ngươi dùng thực lực bắt nô nặc đi cũng là hình thức tỉ thí võ nghệ hay sao? Tên người ngoại quốc tên nào nô nặc đó sao? Ta bắt hắn cũng chỉ là làm theo mệnh lệnh. Nếu không, Hanada Kenzo sẽ lấy ta làm tế phẩm. Tế phẩm, đánh hay lắm, đừng dừng lại, đánh tiếp đi. Lão phu sẽ để ngươi mở rộng tầm mắt. Có đuôi, đây là xà giáp cấp 2. Thu nhỏ trên tay đánh không thích. Ta sử dụng toàn lực để tấn công, ngươi phải tiếp chiêu cẩn thận đó. Mẹ nó, tốc độ phản ứng của thi tộc quá chậm, căn bản là không thể tránh né được tình huống kẻ địch tấn công bằng xà giáp. Lúc này thi thuật phòng ngự cũng vô dụng. Chu Tiểu An, ngươi đang chiêu ta hay sao? Đánh thế này chẳng hay ho gì cả. Lão phu nguyên gốc tứ xuyên, cùng ngôn ngữ, cùng chủng loại với ngươi, ngươi đừng có làm mất mặt thi tộc Trung Hoa đó nha. Chu Tiểu An, chẳng phải ngươi nói ngươi biết sử dụng xà giới hay sao? Sao không khởi động xà giáp? Đủ rồi, ta không muốn xem nữa, đứng lại cho ta. Bạch Tố Vân không diễn được nữa, quả nhiên cô ta là người của Hoàng Lộ Thi Thủy. Nhìn nàng có thể khẳng định hôm nay ta chắc chắn là chết, nên quay người rời khỏi vì không nhẫn tâm. Nhìn ta bị giết chết sao? Ta làm thi vương cũng quá khiêm tốn rồi, đến thuộc hạ của bản thân cũng không có lòng tin với ta. Cô nên cảm thấy vui vì mình chọn đúng chủ nhân, hãy nhìn xem hắn chết như thế nào. Sau này ta sẽ giúp ngươi nên làm thi vương Trung Hoa, nếu như không nghe lời thì kết cục sẽ giống như hắn. Hoàng Lộ Thi Thủy, cuối cùng ngươi cũng đã lộ ra con người thật của ngươi rồi. Chu Tiểu An, ngươi không ngu ngốc đến mức giờ mới phát hiện ra ta đang đãi ngươi hồng môn yến đấy chứ? Ngươi không thể khởi động xà giáp còn dám đến thiên thi các ta, đúng là ấu trĩ. Hắn đây là Kanji, giết hắn đi. Cô thích, còn không hiểu sao thi thuật không làm gì được xà giáp đâu. Xà giáp bị đóng băng lại rồi, sao có thể như thế được? Tay ta không thể cử động, đùa gì thế? Trên đời này làm gì có thi thuật đóng băng? Ngươi nói đúng, đây không phải là thi thuật, cũng không phải là thuật của xà giới. Thu hồi cô thích. Sao cơ? Xà thần giáp không phải là vô địch. Trong thần điện dưới đáy biển, có một sinh vật có thể đóng băng xà giáp trong tức khắc là cá mập bay. Ta đã ăn thịt cá mập bay và học được chiêu này. Lấy gen của sinh vật khác, từ đó có được năng lực. Chẳng trách ngươi có thể trở thành thi vương của Trung Hoa trong thời gian ngắn như vậy. Xà giới của nữ hoa quả thực lợi hại, nhưng chiêu thức này công kích trong cự ly gần, hơn nữa rất khó tránh né được. Lão phu sẽ không trúng chiêu này nữa đâu. Vừa rồi ta có thể trực tiếp làm đông cứng đầu của ngươi rồi lấy mạng của ngươi, không còn cách nào khác. Rõ ràng ngươi biết sẽ không cảm kích mà vẫn nâng tay trong lúc quan trọng nhất. Chu Tiểu An, ngươi bớt nói khoác đi, ngươi không có xà giới, để xem lão phu sẽ hành hạ ngươi như thế nào. Chỉ cần dùng tiểu kế là có thể cô lập được thuật đóng băng của ngươi. Để ngươi nếu mù sự là hại thần đi xà giới, lớn lên đi cúc hoa thú. Đây là cái gì? Không ai có thể trốn được, đám lửa cháy khắp nơi. Ngươi không có xà giáp hậu thân thì sẽ bị thiêu thành tan, thành than. Không động tĩnh sử đẹp lắm, Hanada Kanji. Từ nay Chu Tiểu An sẽ biến mất hoàn toàn trên thế giới này rồi. Đừng vui mừng quá sớm, hắn vẫn chưa chết. Chu Tiểu An, ngươi không đánh lại được ta, liền trốn tránh như con rùa rụt cổ. Mau ra đây cho ta, nếu không ta sẽ... Đó là tiếng gì vậy? Chu Tiểu An, ngươi tiêu diệt cúc hoa cổ ta từ dưới lòng đất. Cạp cạp cạp. Châu châu chấu, ngươi ăn cúc hoa thú của... Ngươi ăn cúc hoa thú của ta rồi sao? Chu Tiểu An, sao ngươi có thể biến thành châu chấu được? Ồ, ta quên mất chưa nói với ngươi. Lão tử, ngoài việc ăn thịt cá ra, cá mập bay ra, còn ăn thịt một con châu chấu siêu lớn. Sao có thể như thế được? Chu Tiểu An phải là một tiểu tử nhãi danh mới đúng. Sao lại có thể?
có nhiều chiêu cổ quái như vậy. Chẳng lẽ mình thật sự đã xem thường thi vương của Trung Hoa rồi sao? Thật sự là phải cảm ơn ngươi. Những thực vật đó là ngươi dùng xà giới tạo ra, sau khi ăn chúng ta còn có thể nạp thêm một ít năng lượng cho xà giới của ta. Cùng lúc đó, ở nhà vệ sinh bên ngoài đấu kỹ trường này, ngươi còn chưa phải giải quyết xong hay sao? Gấp gì chứ? Để Hanada Tanji đối với thi vương Trung Hoa trước đi. Dù sao thì cho dù ai thắng cũng không phải là đối thủ, cũng không phải là đối thủ của Sanya đâu. Kế hoạch của các ngươi thật là buồn nôn. Thật muốn giết chết Chu Tiểu An quá. Cuối cùng cũng thoải mái rồi. Đây là cái gì? Dầm. Ozo đại nhân, đầu và tim đều bị thương, y chết rồi. Gì mà thần anh thất sinh, xà nha đao còn chưa kịp lấy ra thì đã chết nhân răng rồi. Nói khoác, lát cả nửa ngày cũng không biết là trước khi chết đã kịp lau sạch hay chưa. Đúng là thối cả một bầu trời. Bị ổi, ngươi căn bản là không biết sự lợi hại của xà nha đao, lại dám thừa cơ hội. Lúc đó ô tô đại nhân đi giải quyết ám toán đi, ta sẽ cắt ngươi như cắt cá sống. Anh bạn nhỏ, ngươi có biết là ngươi sinh ra đã là Long Can Phượng Tủy hay không? Hốn kiếp, ngươi là ai? Mau thả ta ra. Chính là mùi vị này. Ta chính là thi đồng được thi vương điện hạ sủng ái nhất. Nếu ngươi dám làm ta bị thương thì bệ hạ sẽ giết hết các ngươi. May mà ta chỉ đồng ý với Chu Tiểu An, không ăn Long Can Phượng Tủy Trung Quốc. Bị nhốt lâu như thế này rồi, giờ cũng nên hoàn đãi bản thân một bữa. Ngươi muốn làm gì? Dám động đến một cọng tóc của ta, ngươi cũng chết. Cứu mà. Tiểu tử khốn kiếp, Chu Tiểu An không ra tay nặng với ngươi là vì nó cho quan hệ Trung Nhật. Hoàn gia ta vốn cố thể ngăn cản lão phim ăn ngươi, đều tại ngươi hại ta tự cắn đứt lưỡi. Đúng là gừng càng già càng cay, không hổ là thi vương nghìn năm, vừa đọc vừa chuẩn. Không cần nói nhiều, trực tiếp xử luôn đi. Bớt định nọt đi, người não tử toàn là nước bọt của ngươi. Chắc là nên giết luôn cả ngươi mới được chứ. Ấy, ngươi đừng có vong ân phụ nghĩa như thế chứ. Tối qua ngươi còn có thể trung thành với Chu Tiểu An. Y không chỉ dùng ký âm một xuân đan của Trương Tam Phong giúp ngươi hồi phục thân thể, và còn trả xà giới cho ngươi. Ta chỉ nói đùa, chơi ngươi một tí mà thôi. Viên thiên canh ta đã sống hơn nghìn năm, chưa bao giờ nuốt lời. Tôi biết ngay mà, cho dù chúng ta đánh nhau như thế nào, ở trong nước thì ra nước ngoài chắc chắn là đoàn kết, cùng đấu lại kẻ thù chung. Chỉ dựa vào xa giới của cộng công, của tiền bối, thì thấy nước biển nhấn chìm cả Nhật Bản cũng có thể dễ như chơi. Tôi nói có đúng hay không? Xem ra Chu Tiểu An vẫn chưa nói thật với ngươi. Vừa rồi ta đã dùng hết tất cả năng lượng còn lại cuối cùng của xa giới rồi. Từ giờ ta không thể khống chế được chất lỏng nữa. Chu Tiểu An cũng thế, xà giới của chúng ta sắp biến thành sắt vụn rồi. Tiền bối, người đang đùa ta phải không? Sao có thể như thế được? Ngươi hãy dùng đầu heo của ngươi mà nghĩ xem tại sao Chu Tiểu An lại trả lại xà giới cho ta. Chết tiệt, chẳng trách từ lúc đến Nhật Bản chưa từng thấy hắn dùng xà giáp lần nào. Chu Tiểu An, đồ khốn kiếp, chơi ta chết rồi. Không thể dùng xà giới, còn chạy đến thiên thi các nhà ngươi chơi kế hoạch B. Thế chẳng phải là tự tìm được chết hay sao? Chúng ta hãy mau tìm cách khỏi đây thôi. Tám phần là Chu Tiểu An đã bị Hanada Kanji hành hạ đến chết rồi. Cái này chính là xà nha đao mà ngươi nói sao? Wow, quá nhiều chúng ta may mắn. Có bảo bối này thì không chết được đâu. Chút năng lượng này chỉ đủ để ngươi khởi động bộ xà giáp cấp 1 thôi. Muốn thắng xà giáp cấp 2 của ta sao? Đúng là mơ giữa ban ngày. Ngươi biết rõ người ta không đánh lại ngươi là ngươi còn đến tìm ta thỉ thí. Có phải là ngươi bị điên rồi không? Có phải là kẻ ngược đãi hay không? Lão phu di chu du thế giới, tu luyện mấy chục năm, ngộ ta xà giáp cấp 2 cũng không dám xưng vương. Ngươi chỉ là một tên nhãi danh nhặt được xà giới mà cũng dám tự xưng là thi vương của Trung Hoa. Có thể ngươi là tên tiểu bối ngông cuồng tham quyền lực. Ta tìm ngươi tỉ thí là muốn trị bệnh ngông cuồng này của ngươi.
Ngươi tưởng rằng tao muốn làm thi vương hay sao? Lão tử làm thi vương là vì muốn giải trừ chứng nhận tim của thi tộc. Cái gì? Ngươi làm thi vương là vì muốn giải trừ chứng nhận tim của thi tộc sao? Đúng thế. Vì thế ngay từ đầu ngươi đã hiểu. Giải trừ chứng nghiện tim thì liên quan gì đến ta? Nói tóm lại, ngươi không có tư cách làm thi vương. Mẹ nói chứ, tên này khẩu Phật tâm xà, nếu như có thể sử dụng xà giáp cấp 3 rồi, hay nhã, không thương lượng thì tốt. Tiếc là trên đường về nước, từ cộng công thần điện đã sử dụng hết năng lượng có được từ trong cá mập bay rồi. Với xà giáp cấp 1 thì không thể thắng được hắn. Cứ tiêu hao năng lượng như thế này thì khó có thể duy trì xà giáp cấp 1. Người xưa nói, có được dùng lực, vô được dùng trí. Bình tĩnh lại, ai cũng có nhược điểm, nghĩ xem đối thủ thích gì và sợ gì. Nghĩ ra rồi, tên này tham danh lợi, chắc chắn là hắn thích nhất là quyền lực và địa vị, sợ nhất là gia tộc Hanara, kim cương đằng tỏa. Ha ha, không ai có thể thoát khỏi kim cương đằng tỏa của ta. Lần này tiểu tử ngươi không thể rời khỏi thiên thi cát rồi. Ai nói ta muốn trốn, ta đường đường là thi vương. Nếu như Hanara đại thống đồng ý bỏ tối theo sáng, đi theo ta thì ta sẽ phong ngươi làm thi tôn Trung Hoa. Luận về quyền lực địa vị thì chỉ dưới một mình ta. Tiểu quỷ, cuối cùng ngươi có thể thông minh được một chút rồi đấy. Nhưng ta có thể giết ngươi rồi vào vị trí của ngươi, sao lại phải đứng sau người khác? Ngươi nói cho ta lý do đi. Đại thúc muốn làm thi vương của Trung Hoa cũng được thôi, nhưng gia tộc Hanara sẽ đồng ý hay sao? Đừng quên gia tộc Hanara và thi tổng thì không đội trời chung. Người nhà Hanara muốn làm thi vương là một chuyện rất là tai tiếng. Cho dù thúc giết ta thì Hanara Kiko cũng sẽ không đồng ý cho thúc ngồi lên vị trí thi vương Trung Hoa đâu. Ta nói không sai chứ? Ngươi nói cũng có lý. Không đúng. Nếu như Hanana Keiko không cho ta làm thi vương Trung Hoa thì cũng sẽ không cho ta là thi tôn Trung Hoa. Tiểu tử, ngươi dám chơi lão tử? Ngươi nghĩ ta là đồ ngu sao? Dừng tay. Tốt biết con gái của Hanana Keiko như xương xương chứ? Chính là người về Nhật Bản cùng các người. Hiện cô ta đã đổi tên thành Hanana Furo Tsuto sao? Cô ấy yêu ta đến mức muốn chết đi sống lại. Là ta đã bỏ rơi cô ấy nên cô ấy mới đến Nhật Bản với các ngươi. Mục đích quan trọng nhất của chuyến đến Nhật Bản lần này của ta chính là cầu hôn nữ xương xương. Chỉ cần ta lấy cô ta thì ta chính là con rể của Hanana Keiko. Họ đang nói gì vậy? Chu Tiểu An muốn kết thân với nhà Hanara, lấy con gái của Hanana Keiko. Đùa cái gì vậy? Nhà Hanara sẽ không cho phép đâu. Ngươi không biết chuyện này, cô gái đó đã yêu Chu Tiểu An từ lâu. Hôn sự này vẫn có thể được đồng ý. Ta khuyên các ngươi hợp tác với Chu Tiểu An từ lâu rồi. Bây giờ ngươi đẩy hắn về bên nhà Hanara rồi. Hanara Kanji, ngươi mau giết chết hắn đi. Ta muốn hắn chết ngay bây giờ. Nói thế này thì con gái của Hanara Keiko nghe là ngươi dám dấp hay sao? Đương nhiên rồi, cô ấy còn đưa cả lộ đan luyện hơn 10 năm cho ta nữa. Nói tóm lại, đại thúc và ta, cả người nhà Hanara đều là người Trung Quốc. Chúng ta còn có chung nguồn cội. Mọi người nên có phúc cùng hưởng, có tiền cùng tiêu. Thúc đứng về phe người Nhật, truyền ra ngoài thì khó nghe lắm. Thực ra ta... Ây, đại thúc à, người không cần nói gì nữa. Đương nhiên là ta muốn biết, thúc là vì muốn đánh vào nội bộ cả địch nên mới ủy khuất bản thân. Thế nha, thúc bắt hoành nộ, thi thủy về nhà Hanara, ta sẽ cầu hôn với Sương Sương, làm cái xong hủy năm môn, đúng thế. Thế thì cứ làm theo ý bệ hạ. Hôn kiếp, Hanara Kanji, ta không xử tệ với ngươi, nên cổng nô tài nhà ngươi lại dám phản bội ta. Hozo Hozo, người đâu, hộ giá. Xin lỗi. Vân Tố làm bệ hạ thất vọng rồi. Tôi không có ý, tôi không còn gì để giải thích cả. Bệ hạ xử phạt tôi thế nào cũng được. Bạch Vân Tố, cả ngươi cũng. Hộ giá. Rutaro, Komomichi. Hai chúng ta thế này là không tốt lắm đâu. Xấu hổ gì chứ? Của quý của cha ngươi ta cũng nhìn thấy rồi. Cái gì? Ây à, có gì mà đáng kinh ngạc đâu. Đàn ông vào thiên thi các, ngài Rutaro, ra thì ta cũng đều là món ăn của lão lương. Tuy ngươi không đẹp trai bằng thi vương của Trung Hoa, nhưng làm món khai vị cũng không tồi. Người ta nói Yokomichi là dâm phụ quả là không sai. Cha mình mở miệng là nhân nghĩa đạo đức, nhưng rõ ràng là có quan lại với dâm phụ này.
Đâu đã, vừa rồi ta nghe thấy tiếng người Hạo gọi tên cô. Nói thế hình như ta cũng có nghe thấy. Đúng thật rồi, ngồi im mẹ ta ở đây, ta đi một lát rồi về. Từ lúc ngươi xuất hiện bất ngờ, ta đã nghi ngờ rồi. Nói xem, sao ngươi biết ta đến Nhật Bản? Tôi dùng thi điệp theo dõi ngài, muốn do thám thần lực của thi vương, không ngờ ngài đã đích thân đến Nhật Bản. Sau đó ngươi liền nói tin này với hoàng nội thi thủy sao? Phân tranh ở trong nội bộ thi tộc Trung Hoa giải quyết thế nào không được cũng được, ngươi cũng không nên tìm người Nhật giúp đỡ. Bệ hạ nói đúng, nhưng 30 năm trước lúc thi vương Bạch Gia bị giết chết thì ai có thể giúp Bạch Gia chúng tôi chứ? Lưu gia, Trương gia đều dương mắt đứng xem. Nếu như Bạch Gia không có thế lực Nhật Bản giúp đỡ thì đã bị Viên gia giết sạch rồi. Lúc đó ta còn chưa chào đời, bây giờ ta đồng ý bảo vệ cho Bạch gia. Bệ hạ, này, các ngươi có coi bản vương là không khí hay sao? Đường vương mừng quá sớm, thủ hạ của ta còn có thần anh thất sinh nữa. Các ngươi căn bản không biết được sự lợi hại của xà nha đâu. Trải qua trăm năm, họ cũng đã dung hợp một cách hoàn mỹ chi thuật, đao thuật và cả xà nha lại với nhau, cả xà nha với nhau. Đến cả thần công ngọc của nhà Hanada cũng không phải là đối thủ của xà nha đâu. Xuyệt, không hổ là bảo đao. Đường kim loại này dày như thế mà chỉ cần chạm vào là tan chảy. Không ngờ thi tộc Nhật Bản thật sự có thể luyện hóa hạt nhân bức xạ thành vũ khí, còn có thể tự động kiểm soát nhiệt độ. Tuy ta không hiểu, nhưng nhiệt độ cao nhất đã đạt đến phân hạch rồi. Tên này đã giải quyết xong Hozo rồi. Mang hắn đến Nhật Bản đúng là không sai mà. Chẳng trách mà chỗ Rutaro đánh chúng đều bong chóc. Hóa ra là trong thi thuật màu đen có hạt nhân bức xạ. Người là ai? Sao xà nha đao của Hozo lại nằm trong tay của ngươi? Hozo đã bị ta giết rồi. Viên Thiên Canh ta chính là chủ nhân mới của thanh đao này. Viên Thiên Canh, chẳng phải ngươi đã bị Chu Tiểu An giết rồi sao? Không có ai hận thi tộc Nhật Bản hơn lão Viên, sao ta có thể nỡ giết hắn cơ chứ? Vì để đề phòng các ngươi nên ta mới đưa hắn đến. Chu Tiểu An, tên tiểu nhân bỉ ổ nhà ngươi toàn thắng nhà vào những thủ đoạn vô sỉ. Nếu như đấu công khai thì ta không tin Hozo sẽ thua hắn. Hoàn nội thi thủy, ngươi đừng có đổ thừa. Ngươi mà bọn ta đến chẳng phải là vì muốn ám toán bọn ta hay sao? Hôm nay bản gia ta sẽ tặng ngươi một món quà. Tèn tèn. Rutaro, đám xuất sinh các ngươi đã dám giết thi đồng mà ta sùng ái nhất, ta liều mạng với các ngươi. Mẹ nói chứ, giật hết cả mình, còn tưởng rằng ngươi có thể thoát ra được chứ. Đừng giả vờ nữa, ta đã nhìn ra ngươi là kẻ vô dụng từ đâu rồi. Lúc cha ngươi chết, không biết ngươi đang tiêu dao khoái lạc ở đâu. Không những nam sủng mà còn nữ sủng. Hơn nữa biến các nữ sinh thành hổ phách để sưu tầm. Ngươi ghê tởm hơn bất kỳ thi vương nào. Chuyến này ta đến Nhật Bản là muốn nói cho ngươi biết, thi tộc Trung Hoa hiện tại đã khác xưa rồi. Nếu như thi tộc Nhật Bản dám khơi gợi chiến tranh thì chắc chắn là các ngươi sẽ thua. Chu Tiểu An, thủ đoạn của ngươi đã khơi dậy chiến tranh rồi, ta nhất định là sẽ báo thù cho Rutaro. Thần anh thất sinh, chết một người, sáu người khác cũng sẽ không tha cho các ngươi. Thế thì bây giờ ta sẽ xem chết ngươi. Mau nhấc ra, mặt của ta sắp tan chảy rồi. Hạ đao xuống, không thể giết hắn. Chu Tiểu An, chẳng lẽ ngươi muốn bảo vệ người Nhật hay sao? Sớm muộn gì thì Trung Nhật cũng đánh nhau một trận. Bây giờ là cơ hội tốt nhất để trừ khử thi vương Nhật Bản. Lập tức gọi điện chủ Viên Thủ Thành, báo hắn triệu tập ba đại gia tộc rồi thống lĩnh hắc y quỷ vệ tấn công Nhật Bản. Hanada đại thúc, thả thi vương Nhật Bản ra. Chu Tiểu An, ngươi muốn làm gì? Đây là cơ hội ngàn năm có một đó. Nếu ngươi sợ thì không xứng làm thi vương Trung Hoa. Nếu như ta sợ chết thì đã không đến buổi hẹn. Vừa rồi ta chỉ đùa với thi vương Nhật Bản thôi. Trung Nhật hữu hảo là ý định ban đầu của chuyến này. Thi vương Trung Hoa hiện tại là ta không phải ngươi, còn tự làm theo ý mình nữa thì ta sẽ khiến ngươi quay lại túi kia. Đừng manh động, hoàng nội chi thủy này chỉ là con chó canh cổng mà thôi. Nói không chừng chủ nhân của con chó đó đang mong chúng ta giết hắn. Loại chuyện này ta sẽ để người nhà của Hanada làm. Chu Tiểu An, hôm nay ngươi không thể đi khỏi đây được đâu. Giết chết bọn chúng để báo thù cho đệ đệ của ta.
Chu Tiểu An, ngươi nhìn thấy rồi chứ? Cái mạng này là cây muốn nặng mà gió chẳng ngừng. Ngươi muốn thế giới hòa bình nhưng người ta không cho. Yokomichi, sao ngươi đến giờ mới đến? Ta chưa giết người bằng xà nha đao này lần nào, hôm nay phải giết thật tay mới được. Chu Tiểu An, ngươi muốn làm gì đây? Đây chính là uy lực của xà nha đao hay sao? Thật là đáng sợ. Nếu như không phải là tên tóc đỏ kia ngăn cản thì chúng ta đã chết hết rồi. Các ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy, không muốn chết một cách vô ích thì mau cút khỏi đây. Mẹ nó chứ, toàn thân vừa bẩn vừa hôi, lão tử đã mệt mỏi lắm rồi. Kẻ nào còn chọc ta nổi giận thì ta sẽ giết kẻ đó. Tiểu tử thối này nghiêm túc rồi đấy. Tất cả mọi chuyện hôm nay xảy ra hôm nay đều là hiểu nhầm. Nếu như không phải là hoành nộ thi thủy đãi ta hồng môn yến thì người của ta cũng sẽ không thô lỗ như thế. Chu Tiểu An, ngươi còn dám giả bị ấn. Nói cho cùng thì đệ đệ của ta cũng là do các ngươi giết. Ô tô đẹp trai như thế, ta còn chưa làm gì, ngươi đã giết hắn rồi. Thật ra nếu tháo màn che mặt ra thì ta cũng đẹp trai đấy. Ta cũng thế. Xem xét ta đi, thực ra ta còn đẹp trai hơn cả Hozo nhiều. Các ngươi im hết cho ta. Yokomichi, Yotaro chết rồi mà ngươi còn nhàn rỗi như thế. Nói những lời như thế trước mặt của người ngoài, ngươi là mất mặt thi tộc của Nhật Bản quá. Xin lỗi bệ hạ, ta thật sự là quá đau buồn rồi. Chu Tiểu An, ngươi đền mạng cho đại đại của ta, nếu không thì giết luôn cả ta đi. Mọi người không cần vội vàng thế đâu. Nữ hoa xà dưới trên tay của ta có thể khởi tử hoàn sinh. Để Rutaro và Hozo sống lại là chuyện không nhỏ, không khó. Nhưng trước đó ta đã dùng hết năng lượng của xà giới cho xà giác cấp 3 rồi. Muốn hai người đó sống lại bắt buộc phải là năng lượng cho nó đã. Khởi tử hoàn sinh, xà giới của nữ hoa có thể làm được sao? Đương nhiên rồi, ví dụ sống sờ sờ đến ngay trước mặt các ngươi đây thôi. Thế làm sao mới có thể nạp năng lượng cho xà giới? Cái này thì còn phải hỏi Hanada Kanji. Xà giới của hắn đầy ắp năng lượng. Hơn nữa, nhà Hanada còn bắt được người Pháp có trên tay của xà giới. Ta đến Nhật Bản cũng là để điều tra chuyến này. Hanada Kanji, mau đưa thiết bị sạc năng lượng cho hắn đi. Bệ hạ vừa nhắc đến xà giáp cấp 3, không biết nếu như xà giáp cấp 2 của lão phu mà giao chiến với xà giáp cấp 3 thì như thế nào. Nói thật thì đến 1 phút cũng không trụ được. Nói như thế thì bệ hạ chỉ cần sạc đầy năng lượng cho xà giáp là có thể giết chết tất cả chúng tôi. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Xà giáp cấp 3 là cái thá gì chứ? Còn 4 chiếc xà giới chưa lộ diện. Nói không chừng người ta còn có thể khởi động xà giáp cấp 10 nữa ấy chứ. Người dựa vào sức mạnh của bản thân để giết người thì đến cuối cùng sẽ không thể thoát được số mệnh bị người khác giết chết. Ta nói đúng không? Nếu như đại thúc nghi ngờ ta không từ bi nhân ái thì có thể nhìn viên thiên canh. Người đã từng đánh bại ta, người đã từng bị ta đánh bại. Ta không chỉ không giết hắn mà còn trả lại xà giới cho hắn. Tại sao? Bởi vì ta không có hứng thú với việc làm kẻ độc tài. Hơn nữa, hiện cũng không phải là thời đại giết chóc lẫn nhau dã man. 8 chiếc xà giới, mỗi một cái có sở trường riêng. Chúng ta phải hợp tác với nhau thống trị thế giới này, giống như những người hợp tác lập nghiệp. Sau này 8 người chúng ta xưng làm bát giới. Một khi xà tộc xâm lược trái đất thì 8 người chúng ta sẽ hợp lực kháng chiến. Tên tiểu tử Chu Tiểu An này cũng thật là nươn nẻo. Đây chính là tư duy logic ở trong truyền thuyết rồi sao? Nghe một lời của vua như đọc sách 10 năm, lão phu nguyện tham gia tổ chức bát giới mà bệ hạ sáng lập. Không đúng. Chuyện sạc năng lượng cho xà giới là bí mật cao cấp của gia tộc Hanada, ta không thể nói ra ở đây được. Cũng đúng, nơi này nhiều người phức tạp, không thích hợp để nói chuyện bí mật. Hành nộ Thủy Tiên Sinh, ta thấy cuộc gặp mặt hữu hảo Trung Nhật lần này kết thúc tại đây đi. Hãy bảo quản di thể của hai người chết thật tốt. Đợi xà giới của ta được nạp đầy, năng lượng sẽ khiến họ sống lại. Chu Tiểu An, ta không tin ngươi. Hôm nay ngươi không thể giúp đại đại ta sống lại. Ngươi đừng hòng mà ra khỏi cánh cửa này. Tao đo lý cả nửa ngày mà các ngươi vẫn chưa hiểu hay sao? Lão Viêm, rút đao chém người. Ê, nóng quá đi,
chúng ta sẽ thành thịt nướng mất. Tránh ra, tránh ra. Nội các đại thần Tanaka Bayo đã ra đáo. Tanaka Bayo chính là cha cỏ Tanada Hideo. Ông ta cũng đến rồi sao? Bệ hạ, lão thần đã biết mọi chuyện. Thần thấy thi vương Trung Hoa nói có lý. Đây thật sự là một hiểu nhầm. Nếu gây ra xung đột thì đều không có lợi cho cả hai nước. Chúng ta nên lập tức để thi vương Trung Hoa đi. Tanaka Bayo, ngươi. Yokomichi, đừng gấp, ta còn chưa nói xong. Dù sao thì thi tộc Nhật Bản chúng ta chết mất hai người, công bằng mà nói thì vẫn phải mời các vị để một người, để một con tin ở lại, cho đến khi người chết sống lại thì bọn ta mới có thể thả con tin ra được. Ý kiến của Tanaka Ayiko rất hay. Có con tin trong tay thì có thể ngăn không cho Chu Tiểu An liên minh với nhà Hanada. Bọn ta chết hai người mà chỉ cần một con tin đã rất là khách khí rồi. Nếu đến yêu cầu này mà ngươi cũng không đồng ý thì thật chẳng có thành ý gì cả. Được thôi, các ngươi muốn chọn ai làm con tin? Chính là hắn. Ê, tại sao lại chọn ta? Ta không muốn làm con tin đâu. Ta là anh trai của Lưu Sương Sương, đương nhiên là phải giúp nó chuẩn bị hôn lễ rồi. Vẫn là nên để Bạch Tố Vân ở lại thì hơn. Cô ta cũng nhàn rỗi mà. Chỉ cần bệ hạ đồng ý thì Tố Vân sẽ ở lại làm con tin. Ngươi thật là nhân vật nhỏ không được. Hắn là con trai của Hanada Kiko, lại là đại cữu huynh tương lai của thi vương Trung Hoa. Chỉ có hắn làm con tin mới có thể đảm bảo nhà Hanada không hợp được với thi tộc Trung Hoa đối phó với bọn ta. Con tin có thể yên tâm, ở đây sẽ được ưu ái, rượu ngon, đồ ăn ngon và người mẫu trẻ đẹp luôn đầy đủ. Nếu nói thế thì ta vì đại cuộc mà hy sinh cũng được. Ta tin Hanada Yoko sẽ vì an toàn của con trai mình mà đồng ý nạp năng lượng cho xài giới của ngài. Vì thế, để hắn ở đây làm con tin cũng có lợi cho ngài. Cái tên Tanaka Bayiko này nó cũng có lý. Tên béo chết tiệt, bình thường đều là ta bị ngươi chơi xỏ, hôm nay đến lượt ngươi. Được thôi, ngươi ở đây chịu ủy khuất mấy ngày, cũng tại ngươi vừa rồi không ngăn cản lão viêm. Chết tiệt, sao lại cảm thấy ngươi đang vui mừng thế nhỉ? Không phải là định gài ta đấy chứ? Đợi đã. Trung Quốc qua cầu lão cổ, có qua mà không có lại thì là vô lễ. Nếu như tên béo đã làm con tin của bọn ta thì ta sẽ đến làm con tin của các ngươi có được không? Tiện thể cũng có thể biết các ngươi có nói dối hay không. Nữ nhân này thật là dâm đãng, hỉ nộ vô thường. Bệ hạ, thần thấy thế cũng tốt. Yokimichi sẽ làm thứ giả của chúng ta đến tham gia hôn lễ. Được thôi, bây giờ mà đòi xà nha từ tay của viên tiên canh thì chắc chắn là sẽ không thể đòi lại được rồi. Chỉ có thể triệu tập 6 người còn lại của thần anh thất sinh dùng vũ lực đòi lại. Chu Tiểu An, các ngươi cứ đợi đấy. Trước đó trong thần điện ở dưới đáy biển. Chết tiệt, sao cánh cửa này lại chắc đến thế chứ? Nó hai lần cũng không mở ra được. Ta nghĩ là hay là thôi đi, đừng để đến lúc đó được không bằng mất. Làm hỏng còn phải chịu trách nhiệm đấy. Chết tiệt thật, thì ra tiếng nổ lúc nãy là do các ngươi làm ra. Suýt nữa là hại chết bọn ta rồi. Ai cho phép các ngươi dùng thuốc nổ ở đây? Dùng thuốc nổ thì làm sao? Triệu Nhất Hổ là cậu của ta, kẻ nào dám quản lão tử đây? Hắn là Vương Bá Thiên, cậy vào thế lực của kiêu cữu của mình mà hoành hành bá đạo. Dạo đó bị Chu Tiểu An làm cho thành thảm hại. Bị Tiểu An hành cho thảm hại lắm, chúng ta không nên đắc tội với hắn thì hơn. Ta nhớ ra rồi, nữ nhân thắt nơ bướm kia là nữ nhân của Chu Tiểu An. Trí nhớ của ngươi không tệ. Nếu như ngươi còn muốn khôi phục mà nhạy của mình thì lập tức đừng phá hoại đi. Đừng bao giờ nhắc tới kiêu kỹ của ngươi là ai. Ngươi, đại ca, nghe nói trước đây cô ta từng đến nơi này. Tuyệt đối không thể để ta tìm thấy bảo bối trước chúng ta, cướp mất công lao của huynh đệ chúng ta. Kiêu kỹ của ta, không, là cấp trên. Là cấp trên hạ lệnh, ta giám sát tất cả mọi việc ở nơi, ở Hải Thần Đế Điện này. Ta không quản được người ngoài, nhưng người của tổ nghiên cứu của 407 đều phải nghe lệnh của ta. Nếu không thì cứ đợi bị đuổi việc đi. Nếu như là lệnh của cấp trên thì chúng ta đều nghe chỉ huy của ngài. Hay chết tiệt thật, người dưới người khác thì không thể cứu được, thì không thể cúi đầu. Nếu mà ta có siêu năng lực thì Chu Tiểu An thì tốt rồi. Đám người các ngươi đi tuần tra nơi khác xem, mở cánh cửa này là việc của bọn ta, đi hết đi đi. Này, ngươi không nghe thấy tao nói thì sao?
Không mau cút đi. Khả vô tích tháp. Ngươi làm gì thế? Không cho phép ngươi vào trong. Cánh cửa này bọn ta phát hiện ra mà. Vâng. À, ta giết người rồi. Súng bị cướp cò, ta không cố ý đâu. Không thể nào, cô ta bị bắn vào đầu mà lại không sao. Tốt quá rồi. Người Niến tỷ tỷ hình như đã nhớ ra cái gì đó rồi. Đại lãnh đạo, người ngồi nghỉ ngơi một lát đi, bọn ta vào trong đây. Ta và Mạnh Ai từng đến nơi này, sau đó đã xảy ra chuyện gì? Đoạn ký ức này rất quan trọng, nhất định là phải nhớ ra. Bệ hạ, đã dẫn người đến rồi. Tương liệu, sức khỏe của ta hình như càng lúc càng tồi tệ rồi phải không? Bệ hạ có được A Bỉ Chi Tâm, nhất định là sẽ vạn thọ vô khương. Đừng lừa ta nữa. Từ khi chuyện ở tinh thành đến giờ, sức khỏe của ta và các xà thần khác đều ngày một kém đi. Bọn ta vốn tưởng rằng có được A Bỉ Chi Tâm là có thể tự do. Hiện đã qua 500 năm rồi, tại sao không thể nào không chế được nó? Mà sinh mệnh của ta lại sắp đến cuối đường rồi. Sứ giả của xà tinh, ta thấy ta nói không, nghe thấy ta nói không, ta cần các ngươi giúp đỡ. Nếu ta chết thì các ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi tự do. Ta có thể giúp bệ hạ khôi phục sức khỏe, nhưng bệ hạ phải đồng ý thả hai người bọn ta ra. Chỉ cần có thể giúp được ta, ta có thể thả các ngươi đi. Bệ hạ dần yếu đi là do bùa chú của A Bỉ. Chỉ cần trả lại A Bỉ Chi Tâm về ngân qua, để nó quay về bên cạnh của A Bỉ là có thể giải trừ được bùa chú. Một khi bùa chú được giải, không cần đến một tháng, sức khỏe của ngài sẽ có thể biến có chuyển biến tốt. Tương liệu, giết chết hắn đi. Cộng không, ta vì tốt cho ngươi, tại sao ngươi lại muốn giết ta? A Bỉ Chi Tâm chính là trung cực thần khí để xà hoàng thống trị địa cầu, cũng chính là nguồn gốc sức mạnh đối kháng với xà tinh. Ngươi thân là sứ giả của xà tinh, khuyên ta hủy A Bỉ Chi Tâm chẳng phải là đồng nghĩa với bảo bọn ta giơ tay chịu trói hay sao? Nếu như không phải là các ngươi dẫn dụ A Bỉ đầu hàng xà tinh thì bắt thần xà bọn ta cũng sẽ không phát động chính biến. Các ngươi chết đến nơi rồi mà còn dám giở trò trẻ con đó ra. Ngươi hiểu nhầm rồi. Hãy để ta giải thích ý vừa rồi của hắn. Xà tạo nhân bọn ta có năng lực cảm ứng được năng lực trời sinh. Trong mắt của ta thì năng lượng của cơ thể các ngươi đang thông qua xà giới để trở lại A Bỉ Chi Tâm. Cái gì? Ngươi nói nó đang hút sinh mệnh của ta sao? Đúng thế. Nó không những hấp thụ sinh mệnh của các ngươi mà còn đang hấp thụ sinh mệnh của những vị xà giới khác. Nếu nói là lời nguyền rủa, sau khi A Bỉ chết thì cũng không quá. Không thể nào. A Bỉ đã chết rồi, không ai có thể thao túng khống chế A Bỉ Chi Tâm được nữa. Chính là vì A Bỉ Chi Tâm mất đi sự chế ngự của Sa Hoàng nên năng lượng của các ngươi mới chảy ngược về nó. Các ngươi chỉ biết rằng Sa Hoàng lợi dụng nó để khống chế các ngươi, nhưng lại không biết được rằng Sa Hoàng cũng đang ngăn cản nó nuốt chửng các ngươi. Nếu như ngươi không muốn sống tiếp thì chỉ có một sự lựa chọn: khống chế hoặc là hủy A Bỉ Chi Tâm. Nếu ngươi không thể khống chế được A Bỉ Chi Tâm thì chỉ có thể để nó lại trong ngân hoa. Đáng ghét. Cho dù các ngươi nói đúng thì ta cũng sẽ không thể trả lại A Bỉ Chi Tâm. So với việc mất nó đi thì ta thà giữ nó rồi chết một cách vẻ vang. Ngươi từng nói ta giúp được ngươi thì sẽ thả ta ra. Đúng thế, nhưng đáng tiếc là các ngươi không thể giúp được ta. Những ngày còn lại ta sẽ ở bên nó cho đến khi chết. Tương liệu, đưa chúng về nhà nào. Khô khô. Tương liệu, ngươi muốn làm gì? Chủ nhân, vì sinh mệnh của người, thuộc hạ bắt buộc là phải làm thế. Hãy tha thứ cho thuộc hạ. Cho dù kháng lệnh, thuộc hạ cũng phải đưa nó quay lại ngân qua. Tương liệu. Nếu như Tương liệu không nói dối thì A Bỉ Chi Tâm đã được đưa đến ngân qua của tinh thành rồi. Mà Mạnh Ai đã biết hết mọi chuyện. Lúc Mạnh Ai kể về chuyện bị giam cầm với bọn ta, đã cố ý che giấu sự thật về xà thần phản loạn và cái chết của xà hoàng. Ngay từ đầu hắn đã lên kế hoạch đập chiếm A Bỉ Chi Tâm. Chẳng phải ngươi nói phía trên là tinh thành hay sao? Đây là thứ gì? Không, không thể nào.
Đây là sinh vật đáng sợ mà chỉ có xà tinh, có tên là ngân qua. Sinh mệnh chi lực của sinh vật này cực cao, chỉ cần có ánh sáng thì sẽ bất tử, với sức mạnh lớn đến đâu cũng không thể hủy diệt được nó. Đó chính là xà hoàng chết rồi. Lúc nhìn thấy ngân qua, hắn cố ý tỏ ra kinh ngạc, sau đó thông báo kết thúc cuộc thám hiểm, rồi lợi dụng chiêu thức của bạch nhạc mà tương kế tiểu kế, giả vờ bị thi trùng thao khống, khiến bọn ta cho rằng hắn sớm đã chết trong tinh thành rồi. Mà sau khi lừa bọn ta rời khỏi đó, liền sử dụng xà văn hộ thể tiến vào ngân qua tìm ma bể chi tâm. Nhưng mà chắc chắn là hắn phải biết rằng đến xà thần cộng công cũng không thể nào khống chế được năng lượng của A bể chi tâm chứ. Chẳng lẽ hắn biết cách nào đó? Nếu như là thế thì tiêu rồi. Một khi mạnh ai có được A bể chi tâm thì hắn nhất định sẽ giết chết Tiểu An. Ấy, Huyền Yến tỷ, tỷ đi đâu vậy? Không kịp thương lượng với Tiểu An rồi, nhất định là phải lập tức vào ngân qua. Đây là lãnh địa của nhà Hanada rồi, không thể lái xe vào được nữa, chỉ có thể đi bộ vào. Đây là nơi quỷ quái gì vậy? Đến một nhà vệ sinh cũng không có. Người ta muốn đi tiểu tiện. Bạch Vân Tố, cô đưa cô ta đến nơi xa xa một chút đi. Dạ. Hiện tại không có người ngoài, chúng ta mở cuộc hội nghị lần thứ nhất của bát giới. Bắt đầu bằng việc đại thúc giải thích cách làm thế nào để nạp năng lượng cho xà giới. Tên ngu ngốc Chu Tiểu An này muốn bát giới liên kết, đúng là kẻ ngu nói mộng. Ai cũng muốn tranh đoạt A bởi chi tâm, sớm muộn gì cũng tàn sát nhau đến mức người chết ta sống. Nếu đã là hội nghị lần thứ nhất của bát giới thì ta với vai trò là một thành viên mới sẽ giới thiệu bản thân trước. Giới thiệu bản thân thì sau này nói sau. Năng lượng của xa giới, ta vốn tên là Công Tôn Đạo, quê gốc ở Tứ Xuyên, núi Thanh Nghiêu. Chiếc xa giới này vốn là bảo vật ta gia truyền của ta. Chết tiệt, lão đầu thối này lại chơi trò úp mở với ta rồi. Ta chỉ quan tâm chuyện làm thế nào để nạp năng lượng cho xa giới mà thôi. Tiêu truyền tổ tiên của ta không phải là người phàm, có cả đống chuyện cũ, nhưng tiếc là sau này không còn ai có thể nói rõ được nữa. Nếu không phải là 100 năm trước chiếc xà giới này gây án mạng, thì e rằng hiện tại nó vẫn đang được trưng bày ở trên bàn thờ. Lúc đó ta mới chỉ là một đứa trẻ. Một ngày nọ đột nhiên có sơn tặc vào nhà, tên đầu sỏ lấy được xà giới liền đeo vào tay. Hắn vừa đeo lên liền toàn thân nổ tung, còn bắn tóe tung lên người bọn ta, dọa cho đám sơn tặc chạy mất dép. Vũ Di Chân Quân cũng từng nói chuyện người đeo xà giới rồi bị nổ tung mà chết. Lúc đó bọn ta còn tưởng rằng tổ tiên hiển linh, sau đó mới biết là chiếc xà giới này không phải ai cũng đeo được, chỉ có thiên tài có dòng máu của thần mới có thể đeo nó. Thần huyết. Người bình thường đeo xà giới, cho dù may mắn không chết cũng không thể nào có được sức mạnh thực sự của nó. Chỉ có người có thần huyết mới có thể sử dụng được xà giáp và khởi động thần giáp. Xì, đại thúc, người xem quá nhiều phim Marvel rồi, ta chính là người bình thường tùy tiện đeo xà giới. Nhưng thứ đại khái như thần huyết quá nhiều rồi, ta lại thấy hắn nói có lý. Có một chuyện mà ta nghĩ mãi không hiểu, 3.000 năm trước, tại sao thi tổ Đế Tân lại thua Chu Võ Vương? Đế Tân nói là vì bất tử giáp sĩ phản bội hắn. Bất tử giáp sĩ chẳng là gì cả, xà giáp cấp 1 có thể giết hết tất cả bọn chúng trong 1 phút. Nếu Đế Tân có thể khởi động được xà giáp thì căn bản là không quan tâm cái đó, và sau khi binh bại sẽ không tự thiêu mình. Đúng thế, cứ nhớ đến Đế Tân là lại nghĩ đến đống thịt, mình lại quên mất chuyện xà giáp. Theo những gì ngươi nói thì Đế Tân không phải là người có thần huyết, vì thế không thể sử dụng xà giáp. Như thế có thể giải thích tại sao hắn tự thiêu rồi. Liệu có khi nào hắn vừa mới có được xà giới nên chưa học được cách khởi động xà giáp hay không? Hình như chưa, nhìn thấy chưa? Lúc chủ nhân của mình bị nguy hiểm đến tính mạng thì xà giáp sẽ tự động xuất hiện. Học cách sử dụng sau đó chỉ là liên quan đến đẳng cấp của xà giới mà thôi, chứ không liên quan đến việc có thể khởi động xà giới hay không. Không ngờ cha ta lại có thần huyết, còn di truyền lại cho ta. Cái này cũng quá cẩu huyết rồi. Chết tiệt thật, 20 năm nay mình lại luôn cho rằng mình chỉ là người bình thường. Nhưng nếu như thế thì có thể giải thích tại sao sau khi mình đeo xà giới lên lại có thể nhổ Đế Tân từ trong miệng ra. Bởi vì xà giới nhẹ ra chứ không nhận
Xa giới nhận ta chứ không nhận hắn, ta mới là chủ nhân thật sự của xa giới. Chẳng trách đế tân lại muốn thân thể của ta như vậy. Ngài thấy chưa, nghe ta nói một câu đọc sách 10 năm đúng không? Đại thúc, tổ tiên của chúng ta sao mà có được thần huyết vậy? Ta nói cho ngài biết, tính khí của Hanada Keiko rất là nóng nảy. Thần công ngọc ở trong tay cô ta có uy lực vô cùng. Có một lần ta đắc tội với cô ta, kết quả là bị thần công ngọc đánh cho tàn phế, phải nằm trốn 2 tháng. Đại thúc, người có biết nói chuyện hay không vậy? Không thể trả lời những gì ta hỏi hay sao? Thực ra ta cũng không biết nạp năng lượng cho xà giới kiểu gì. Lúc ở thiên thi các, ta cố ý nói mình biết là vì muốn lừa hoành độ thi thủy. Trước khi gặp được các ngươi, ta luôn cho rằng năng lượng của xà giới là vô tận. Chết tiệt, chúng ta đi hỏi trực tiếp Hanada Keiko thì hơn. Xà giới có năng lượng cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Người Tây kia còn chẳng phải là vì có xà giới có năng lượng nên mới trở thành cống phẩm để mở thần mộ hay sao? Thần mộ. Cùng lúc đó, trong độc huyệt trên đỉnh núi, cách chỗ đám người của Chu Thiếu An vài cây, cánh cửa lớn của thế giới sắp được mở ra rồi. Đã đến cực hạn rồi, tại sao vẫn chưa được mở được thần mộ? Hanarashiro Sujiku, 42 tuổi, Lam Khai Mộ Phái. Chiho, tên gia hỏa chủ trương thủ hộ nhà ngươi, có phải là không dùng toàn lực hay không? Hanara Chiho, 35 tuổi, Lam Thủ Mộ Phái. Hanarashiro Jigiru, ta đã 3 ngày không chấm mắt rồi, không thể mở được thần mộ. Là vì đúng như Reira trưởng lão đã nói, chúng ta làm trái với ý nguyện của thần. Tuy ta phản đối làm thế, nhưng ta cũng sẽ chấp hành. Kết quả bỏ phiếu tớ thần quan chúng ta. Khụ khụ. Ngươi không sao chứ? Chúng ta tạm nghỉ ngơi đã. Không thể dừng được, ta không sao. Năng lượng của xà giới cổ tế phẩm rất mạnh, thì kim tỏa niên không giữ được lâu nữa rồi. Nhất định là phải cố gắng lập tức mở thần mộ. Chấn động. Đất chấn động rồi. Đừng để ý, ở Nhật Bản thì địa chấn là chuyện rất là bình thường. Hanada Keiko, chúng ta đều là thủ mộ phái, hiện tại dừng lại vẫn còn kịp. Ta biết ngươi là vì Buzaku Buzu nên mới phải làm thế. Nhưng Buzaku Buzu cũng sống không được mấy ngày nữa, cho dù mở được thần mộ cũng không thể nào cứu được hắn nữa rồi. Chiho, ngươi quá coi thường ta rồi. Trên thế gian này đã chẳng còn gì khiến ta lưu luyến nữa rồi. Ở thần mộ hay không là vì cứu mạng ta, mà là vì cứu gia tộc Hanada. Buyakubuju, nói đúng đấy, nghìn năm nay các đời thần quan của nhà Hanada đều chỉ biết thủ mộ. Nhưng thời thế đã thay đổi rồi. Đến cả bản doanh huyện Fukushima của chúng ta cũng bị ô nhiễm bức xạ hạt nhân của con người rồi. Thế tộc đã luyện thành vũ khí tên là xà nha đao, có thể khắc chế hồn công ngọc rồi. Có mật báo nói rằng chúng rất nhanh sẽ phát động tấn công. Nếu như chúng ta còn không có được sức mạnh của thần mộ, thì sớm muộn gì cũng trở thành quỷ dưới kiếm của chúng. Đến lúc đó, kẻ mở thần mộ chính là thi tộc. Được thôi, ta không nói lại các ngươi. Dù sao thì nếu xảy ra chuyện gì, ta sẽ nói là bị các ngươi ép. Đến lúc đó, ba người các ngươi đừng có trôi đấy. Mọi người cẩn thận, địa động này rất là quỷ dị, cẩn thận bên trong có vật sống, có vật thể còn sống. Yên tâm đi, con gì ra ngoài thì giết con đó. Một nữ nhân, trong thần mộ sao lại có một nữ nhân? Mắt cô ta không nhìn thấy chúng ta. Này, ngươi có hiểu những gì bọn ta nói hay không? Rốt cuộc ngươi là ai, tại sao lại trốn trong thần mộ? Thần công ngọc nứt ra rồi. Là cô ta giở trò, của ta cũng vậy. Ấy, vừa xem trộm nhật ký của cô nhá. Bức ảnh này là bảo bối của cô đó nha. Ta không tin, căn bản là bà ấy không yêu ta. Trong quyển nhật ký này không hề nhắc đến tên ta. Không phải là cô không muốn viết, mà là
vì chuyện muội ra đời chính là chuyện vi phạm thần luật của nhà Hanada. Thần luật quy định là người nhà Hanada không được thông hôn với người ngoài tộc, với thi tộc kẻ thù của nhà Hanada thì càng không thể. Ra ra cả cô đến, lưu ra các người, lưu ra các muội chính là trọng tội. Thế tại sao lúc đầu ra ra của ngươi lại làm vậy? Ước mơ của ra ra chính là mở thần mộ mà nhà Hanada đời đời bảo vệ. Điều này cũng là trọng tội đấy. Nếu mà muốn mổ thần mộ thì cần có năng lượng của xà giới. Ra ra nghe nói nhà các muội có một chiếc xà giới tổ truyền, liền nén cả cô qua đó. Còn tưởng rằng cho nó dối cơ, thì ra mẹ thật sự là vì xà giới. Trên đời này làm gì có bức tượng nào không lọt gió. 14 năm trước, chuyện này cuối cùng cũng bị trưởng lão Ritara biết được. Ritara bắt ra ra có hai tội danh, một là mưu đồ mở thần mộ, hai là tự ý gả con cái cho thi tộc. Nghe nói Ritara muốn trị tội ra ra, cô liền quay về Nhật Bản ngồi tù thay ra ra 5 năm. Ngồi tù cứ tưởng rằng mẹ bỏ rơi bọn ta đi theo đuổi hạnh phúc. Cha đẻ vì xa giới và không tiếc hy sinh cuộc đời của con gái, mẹ lại còn ngồi tù thay cho loại phụ thân như vậy, khốn nạn như thế, đúng là nữ nhân ngu ngốc. Vốn tưởng rằng chỉ có ta và Kaka là người bị hại của cuộc hôn nhân này, không ngờ mẹ mất nhiều thứ hơn thế. Ép bị rời xa con gái mình, mất đi 5 năm tự do và cũng chỉ có thể âm thầm chịu đựng, cũng không được kể trong nhật ký. Vốn dĩ thần công ngọc là truyền cho cha ta cơ, nhưng chỉ vì xảy ra chuyện này nên Gia Gia mới quyết định truyền thần công ngọc cho cô vì cảm thấy hổ thẹn. Nhưng Vitara sẽ phản đối mà. Đương nhiên Gia Gia uy hiếp hủy thần công ngọc nên Ritara mới nhượng bộ. Nhưng mà cô không biết rằng Ritara đã ngầm ngầm quyết định ta sẽ kế thừa thần công ngọc của cô. Tiểu muội và thi tộc tranh với ta cũng vô dụng. Hừ, tại sao ngươi lại giết ta? Không có ngươi thì Ritara sẽ phải đồng ý để mẹ ta truyền thần công ngọc lại cho ta. Ây à, chẳng phải ngươi nói không cần thần công ngọc hay sao? Ta đổi ý rồi, xin lỗi nhé. Chỉ khi có được thần công ngọc thì ta mới có thể giúp được tiểu An Kaka. Có địa chấn. Sao quả núi đó lại nổ rồi? Xảy ra chuyện rồi, thần mộ nằm ở quả núi đó. Thật đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc. Thần mộ bị nổ rồi, liệu Sương Sương có bị sao không nhỉ? Hanada đại thúc, đợi ta nữa. Hanada Keki, sao lại thành ra thế này? Keki tiểu thư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô ta chính là Hanada Keiko, sao lại thành ra thế kia? Thứ trên người chẳng lẽ là thần công ngọc? May mà Sương Sương không ở đây. Shiro, Shiroriku tiên sinh, Chiho tiên sinh, đến cả Uzaku Buru tiên sinh cũng thế. Đây là lần đầu tiên ta gặp thứ thần quan của nhà Hanada. Năng lượng thật mạnh, hoàn toàn bị áp chế rồi, không đi nổi nữa. Bốn năng lượng của bốn người này đều mạnh hơn cả xà giáp cấp 2. Chẳng trách Hanada Kenji chịu nghe lời bọn họ. Muốn sống sót thì phải nhanh chóng chuyển nước Hanada Kenji an tẩn. Kỹ năng mèo cào của người không có tác dụng với họ. Kế hoạch nạp năng lượng cho xà giới đã bị thất bại rồi. Làm gì vậy? Ta là Hanada Kenji đấy. Chu Tiểu An, ngươi còn ngay ra đó làm gì? Hiện tại chỉ có chúng ta mới có thể khống chế được cục diện. Chúng ta mà đi thì Dương Sương thảm rồi. Ta có thể sử dụng xà giáp cấp 2, chứng tỏ chúng ta đã đến đúng nơi rồi. Trước mắt thần mộ này, một chút để nạp năng lượng cho xà giới. Chẳng phải ngươi luôn muốn thử đã hay sao? Ngoài Hanada Keiko thì ngươi có thể giết hết ba người còn lại. Xà giáp cấp 2 căn bản là không phải đối thủ của công ngọc. Đây chính là xà giáp. Các vị thần quan, mau tỉnh lại đi. Hey, đắc tội rồi. Không ngờ lại vô hiệu với bọn họ. Vật chất màu đỏ trên người của bọn họ lại có thể hóa giải công kích của lưỡi đao trên xà giáp. Bước. Hey, không biết tứ thần quan chúng là tà gì mà còn lợi hại hơn cả lần đầu giao thủ với Hanada Keiko nữa.
Chúng ta hợp sức 2-1, còn chưa chắc đã thắng được nữa nè. Bây giờ lại có đến 4 người. Đúng là kẻ ngu nói ngốc. Nếu ta có thể khởi động được bạch xà giáp thì tiêu diệt 2 kẻ một lúc cũng không thành vấn đề. Ta thấy ngươi chỉ biết nói khoác mà thôi. Chu Tiểu An có tấm lòng Bồ Tát, hành động nhân nghĩa, còn ngươi thì sao? Lúc cần khoan dung thì giết sạch không tha, lúc đánh nhau thì thụt vòi. Tiểu nha đầu, cô khích tướng cũng vô dụng. Chu Tiểu An muốn chỉ là như cỏ mọc bên đường, lúc nào cũng chỉ là dựa vào cơ cả mạng sống. Ta sống 1000 năm rồi, thấy trời đất, thấy thương vong, cũng thấy nhiều những kẻ đánh cược như hắn rồi. Người phải nghĩ cho kỹ đó, đừng có giao tính mạng mình cho một tên cá cược như hắn. Ta nguyện làm người bảo vệ cho Bạch Sa. Bạch Tố Vân, ta sẽ giúp ngài ấy thắng ván này. Trông thì hình nhẹ như lực phòng ngự của xà giáp của ta thắng ngài rồi. Phục ngươi luôn đấy, còn có tâm tư mà so cái này. Làm thế nào mới có thể giúp họ khôi phục lý trí đây? Làm sao mà ta biết được? Ta chưa từng gặp tình huống này bao giờ. Nhưng chắc chắn là chuyện này có liên quan đến thần mộ trong sơn động. Bốp. Nhanh quá, hoàn toàn không có thời gian phải đứng tránh né. Nhất Tuyến Sinh. Cảm giác khi Nhất Tuyến Sinh tiếp xúc với đầu cổ đối phương giống như là đạn BB-8 bắn trúng bóng bay vậy. Lã cổ hắn giống như là chẳng có gì cả. Những bộ phận khác ở trong cơ thể cũng không có dấu hiệu của sinh mệnh. Không thể thao khống vật vô tri như thế được. Chết tiệt, bị người đập chết. Rốt cuộc thần công ngọc có năng lực như thế nào? Giả giáp cấp 2 cũng như không. Mẹ nói chứ, làm gì đây? Cơ thể mau làm gì đi chứ. Giả giáp sau lưng ta đã không còn nữa rồi. Còn ăn một chùy nữa là đi luôn đấy. Nghe nói giả nha đao là thứ chuyên môn dùng để đối phó với hồn công ngọc. Hôm nay ta sẽ dùng nó để lĩnh giáo một phen. Bạch Tố Vân, ngươi không phải là đối thủ của hắn, mau rời khỏi đó đi. Anh Tiểu An, Sương Sương, sao anh cũng đến Nhật Bản? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh nói thế nào được nhỉ? Có 2 tin xấu. Tin xấu thứ nhất là mẹ em đã chết rồi. Còn tin còn lại là chúng ta cũng sắp chết rồi. Thần công ngọc biến thần quan thành cương thi. Ta và Kanji chẳng thể làm gì được ngoài chịu đòn. Sao lại như thế? Đến xà nha nào cũng không chém chết được hắn. Nói tóm lại, người chạy được bao xa thì chạy đi, đừng tự đâm đầu vào chỗ chết. Mẹ, trước đó con không hiểu chuyện nên đã trách nhầm mẹ. Con đồng ý kế thừa thần công ngọc của mẹ. Đồ ngốc, bà ta không nghe được những gì. Bà ta không nghe được những lời đó đâu. Đáng ghét. Tiểu An ca, đừng ra tay. Làm phiền anh, để em nói hết đã. Từ nhỏ con đã ngưỡng mộ những đứa trẻ có mẹ. Thực ra trước đây rất lâu con đã luôn mong chờ mẹ quay lại đón con. Nhưng sau đó, một năm rồi lại một năm, con luôn chờ đợi trong thất vọng, mãi cho đến khi hoàn toàn bỏ cuộc. Sau khi con lớn lên, con muốn sang Nhật để tìm mẹ. Nhưng cứ nghĩ là năm đó mẹ đã lựa chọn rời đi, là ý nghĩ đó lại bị xua tan. Con thật sự rất là thích bức ảnh này. Mẹ có thể tặng nó cho con được không? Mẹ. Sương Sương. Con yêu mẹ. Wow, mẹ ơi. Sương Sương ngoan quá. Mẹ phải rời xa con và đến một nơi rất xa. Cho dù sau này con không thể tha thứ cho mẹ cũng không sao. Trong người con chảy dòng máu của mẹ là món quà tốt nhất mà mẹ có thể cho con.
sau này con nhất định sẽ là một thiếu nữ thiên tài. Phu nhân, đã có thể chụp ảnh được chưa? Mẹ yêu con. Mẹ ơi, đừng chết, mẹ không được chết. Anh Tiểu An, anh mau cứu mẹ em với. Thần công Ngọc đã thay đổi gen của bà ấy, cho dù tái tạo tế bào cũng chỉ là một thi thể biết đi mà thôi. Đừng khóc nữa, có cái ôm vừa rồi của em, linh hồn của bà ấy chắc chắn là có thể bay đến thiên đàng. Tiêu rồi. Bớp. Mơ đó đã đạt đến nhân đạo hợp nhất. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Người chết hay sống cũng chẳng liên quan gì đến ta. Ta chỉ muốn lấy lại thanh đao này mà thôi. Ta đao không phải dùng như cô thế đâu. Nóng quá. Nói trắng ra thì xà nha đao chính là công cụ biến thi khí thành phân hạch hạt nhân mà thôi. Mức độ mạnh yếu của thi khí quyết định uy lực của xà nha đao. Nga, đến đây, ta sẽ để ngươi thấy thi khí Trung Hoa mạnh nhất. Nga, đó là Dung Nham. Đại hại, hắn biết sử dụng xà nha đao hơn cả Zoho. Ha ha, thần quan cái gì chứ, biến thành Dung Nham cùng với thần công ngọc của ngươi đi. Viên Thiên Cương không hổ là thi vương một thời, có thể một kích phóng thích ra thi khí mạnh đến mức đó, nghe là không có người thứ hai có thể làm được như vậy. Hà Na Đa, Chi Hô bị tiêu diệt rồi. Phừ, chứng nghiệm tim lại phát tác đúng lúc quan trọng thế này. Đều tại đâu rồi không ăn tim người, bất luận là tim ai cũng phải nhanh chóng ăn một trái mới được. Đó là lá chắn phòng ngự của thần công ngọc, chết tiệt, sao có thể được. Dùng cạn thi khí cũng không làm gì được thần công ngọc. Xà giới của ngươi chắc cũng khôi phục được năng lượng rồi chứ, mau sử dụng xà giáp đi. Ngươi nói nghe dễ dàng quá nhỉ, lúc tâm nguyện phát tác ta chẳng làm gì được. Tiêu rồi. Được cứu rồi. Mục tiêu của họ là Lưu Sương Sương. Sương Sương, em đã thừa kế được thần công ngọc của Hanarake Yoko rồi. Bà ấy đã truyền lại cho em. Có dù thần trí bị mất khống chế, mẹ ơi, cảm ơn mẹ. Con đã cho con nguồn năng lượng bảo vệ này. Đó là kim cương bất hoại hộ thân của thần công ngọc. Keki tiểu thư được như ý nguyện rồi. Con gái của ta còn có thiên phú hơn ta, sau này nó sẽ là người thừa kế của thần công ngọc. Nếu ngươi còn nhớ ân tình của ta thì hãy gắng giúp giúp con bé. Cái cô tiểu thư yên tâm, ta sẽ không quên đâu. Nhờ có người mà ta mới thoát kiếp, làm tế phẩm để mở thân mộ. Xin lỗi cái cô tiểu thư, ta không còn sức nữa rồi. Hanada Kanji sắp không xong rồi. Viên Thiên Canh cũng không biết được chết dí ở đâu rồi. Lưu Sương Sương chỉ có được một miếng cẩn thần công ngọc, cho dù cô ta có thiên phú cũng không thể nào chống lại được sự tấn công của ba miếng ngọc còn lại. Chúng ta sắp tiêu đời cả rồi. Anh Tiểu An, mau nghĩ cách đi, em sắp không chống đỡ được nữa rồi. Làm thế nào mới có thể phá được những bất tử chi thân của những tên này đây? Bất luận là xà giáp của ta hay là xà nha đao của viên của lão viên cũng không thể giết được bọn chúng, tức là võ lực vô hiệu với chúng. Muốn đồng thời giải quyết ba vị thần quan mất khống chế phải dùng đúng thuốc đúng bệnh mới được. Sau khi Hanada Keiko giao thần công ngọc cho Sương Sương thì liền quay lại trạng thái bình thường. Vì thế cách để giải quyết thần quan chính là lấy đi thần công ngọc của người trong người của họ. Có cách rồi. Anh Kiều An, em sắp không xong rồi, anh đang làm gì thế? Sương Sương, để cứu mạng tất cả chúng ta anh chỉ có thể sử dụng chiêu thức hạ lưu này mà thôi. Cái gì? Bách Tuyến Sinh tẩu hậu môn. Tiểu An ca, anh biến thái quá đi. Chiêu Bách Tuyến Sinh này tuy dơ bẩn nhưng cũng chỉ là cách này mới có thể giúp khai thác được tiềm năng nhanh nhất ở trong cơ thể. Dưới tài năng của anh, em có thể thao khống được kỹ thuật thần công ngọc dễ dàng hơn ít nhất là 5 đẳng cấp. Quả nhiên hiện tại mình lại có thể khống chế được thần công ngọc.
dễ dàng như trở bàn tay, đúng là tùy tâm sở dụng. Đúng rồi, lúc có thần điện dưới đáy biển, Tiểu Văn Ca đã sử dụng chiêu này với Lưu Nhất Căn rồi. Bây giờ em phải làm sao? Đoạt lấy thần công ngọc của ba người đó, không để lại một mảnh vụn nào cho chúng cả. Đoạt lấy thần công ngọc phải làm thế nào? Chẳng phải em là thiên tài hay sao? Làm đi, Hanarageko cũng có thể nhìn thấy được. Mẹ ơi, bây giờ con sẽ cho mẹ thấy tài năng của con. Con gái nhất định là sẽ không làm mẹ thất vọng đâu. Cô ấy thành công rồi, đã lấy được mảnh vỡ cả thần công ngọc từ trên người của thần quan. Cái cô tiểu thư nói không sai, con gái của cô ấy thật sự là thiên tài. Anh Tiểu An, em làm được rồi. Hiện tại 4 miếng thần công ngọc này đều là của chúng ta rồi. Thứ này vô dụng với anh, em cứ thu hết đi. Bây giờ nhân trạng thái tẩu hậu môn, hãy điện hóa ba mảnh vỡ của 3 miếng ngọc thần công ngọc khác đi. Anh Tiểu An, em tặng anh Hồng Sơn Thi Cổ, bây giờ coi như là anh báo đáp. Đây không phải là chiếc bánh từ trên trời rơi xuống nữa rồi, mà là tiệm bánh. Cho dù anh nói gì thì Sương Sương cũng đều nghe theo anh Tiểu An cả. Thực ra Chiêu Bách Tuyến Sinh này còn có một điểm hèn mọn, chính là trong khi trao quyền đối phó cho đối phương thì đồng thời cũng lấy đi kỹ năng của đối phương. Hiện tại ta cũng có thể có được năng lực khống chế thần công ngọc từ người của Sương Sương. Lợi hại quá, nhà Hanada trước giờ chưa từng xuất hiện thần quan nào có thể khống chế được cả 4 miếng thần công ngọc. Đến một nha đầu vô danh tiểu tốt trở thành nữ thần quan, tên Chu Tiểu An này đúng là xuất chiêu không theo lẽ thường. Ừ, cuối cùng cũng xong rồi. Vừa rồi đúng là dọa chết người ta, còn tưởng rằng chết chắc rồi chứ. Người ta cũng muốn trải nghiệm chiêu đó của Chu Tiểu An. Muội muội, muội nói gì đi chứ? Sao lại thế này? Thánh thần ơi, từ đầu đã khuyên muội đừng có chủ ý mở thần mộ ra rồi mà muội ấy không nghe. Hayato, ngươi đừng quá đau buồn, sống chết đều được thánh thần an bài rồi. Người gầy là cựu cựu của tiểu thư, người béo là đại trưởng lão Hanara Honin của Nejetara. Ông ấy ngang hàng với tứ thần quan. Chết tiệt thật, đến thật đúng lúc mọi chuyện xử lý xong cả rồi mới xuất hiện. Cái tên Hanada Hayato cũng vô tình thật thấy thi thể của em gái mình mà không rơi một giọt nước mắt nào. Sau đó Hanada Yanji thay chúng tôi giới thiệu rồi cả chuyện thần quan mất tự chủ, cùng với quá trình ta và Sương Sương giải quyết mọi chuyện một lượt. Hai tên đứng đối diện cứ xị mặt ra, cứ như là lợi họ mất 100 đồng tệ không bằng ấy. Hai lại là thi tộc, nhà Hanada xảy ra chuyện lớn như thế đều tại thi tộc các ngươi. Ai trưởng lão, nên mắt chúng lại thẩm vấn thật kỹ. Ngươi làm gì thế? Nếu ngài là chủ sự thì ta chỉ nói chuyện với ngài. Trước mắt 4 vị thần quan đã chết, cô ấy là người kế thừa thần cơ hồn duy nhất, sau này mọi chuyện đều phải nghe lệnh của cô ấy. Xem ra thi vương bệ hạ không biết gì về thần công ngọc của nhà Hanada bọn ta rồi. Thượng cổ thần luật quy định người sở hữu thần công ngọc phải được hơn nửa số phiếu của Zeritara. Zeritara bọn ta sẽ không đồng ý để thi tộc nắm quyền khống chế thần công ngọc đâu. Ngoài ra còn có thư của Hanada Keiko. Trong thư cô ấy đã chọn Hanada Masato làm người kế thừa thần công ngọc rồi. Đại trưởng lão nói đúng. Đừng tưởng rằng ngươi là thi vương Trung Hoa là có thể không tôn trọng thần quy của nhà Hanada ta. Con trai ta Hanada Masato mới là người thừa kế hợp pháp của thần công ngọc. Hôm nay Hanada Fujosuto phải giao thần công ngọc ra, biết ngay là các ngươi sẽ ra chiêu này mà. Ngụy tạo thư cũng quá ấu trĩ rồi, bản tiểu thư chơi tàn nhẫn hơn các ngươi nhiều. Anh Tiểu An, cứ cứu nó đúng, anh đừng vô nữa với ông ấy nữa. Em đồng ý giao thần công ngọc cho biểu ca Hanada Masato. Ý, sao nha đầu chết tiệt này đột nhiên lại ngoan ngoãn thế nhỉ? Chắc chắn là trong này có vấn đề. Hanada Masato đã bị ta chôn ở sau núi rồi. Trừ kẻ giết người là ta ra thì không có ai biết nữa cả. Cứ cậu hãy yên tâm đi, thần công ngọc cứ để chỗ cháu. Chỉ cần biểu ca đích thân đến đấy thì cháu sẽ dâng lên hai tay. Cái đó đại đệ, chúng đệ tử đã tìm khắp nơi một lượt rồi nhưng cũng không thể nào tìm thấy Masato đâu. Sao lại vậy? Mẹ nói chứ, nha đầu này sẽ không xử biểu ca của mình đấy chứ.
Lúc đầu mới gặp, suýt chút nữa là bị cô ta giết. Kiểu giết người không chớp mắt như thế này thì chắc chắn là có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Từ cổ chí kim, con đường quyền lực đẫm máu tanh. Anh chủ một thời Lý Thế Dân không những giết chết anh ruột của mình mà còn giết hết cả cháu họ. Hiện tại làm thi vương, sớm muộn gì hai tay cũng nhuốm đầy máu tươi. Phu Dô Su Tô tiểu thư, không những cứu chúng tôi mà còn không tham luyến quyền lực, đúng là hiện giả hiếm có. Nếu như mà sao tôi thiếu gia không rõ tung tích thì chi bằng để Phu Dô Su Tô tiểu thư thay thế thần quan. Hanada Kanji, chỗ này không đến được ngươi lên tiếng. Đại trưởng lão, Masato sẽ quay lại nhanh thôi. Các người mau đi tìm nạn một lượt đi. Nếu như không mau chóng, đầm thần quan Nhật Bản thì tộc sẽ loạn đó. Thì Vương Trung Hoa nói không sai, tiểu thư Masato có khống chế được thần công ngọc hay không còn chưa biết. Hiện người có thể bảo vệ an toàn của nhà Hanada chỉ có Hanada Furusuto mà thôi. Tứ vị thần quan đột tử cùng lúc là chuyện nghìn năm khó gặp. Chẳng lẽ đây chị đây là ý chỉ của thánh thần hay sao? Được rồi, Zeritera, chúng ta bắt đầu bỏ phiếu luôn. Đại trưởng lão, xem ra lão béo này cũng là người thông minh. 10 phút sau, ta tuyên bố sau khi bỏ phiếu biểu quyết, bắt đầu từ bây giờ, Hanada Fujosuto tạm thời đảm nhiệm chức đại thần quan. Đợi Hanada Masato có thể tiếp nhận chức, sẽ giao lại thần công ngọc cho Masato. Đại thần quan, danh bất chính ngôn bất thuận. Hiện tại trong nhà của Hanada không có ai dám không nghe lời của Sương Sương nữa rồi. Đáng ghét thật, thằng nhóc Masato này lúc quan trọng lại chạy đi đâu chơi không biết. Những người cũng chẳng đắc ý được đâu đâu. Đợi Masato quay về thì ngươi sẽ phải giao thần công ngọc ra thôi. Lão công, sao anh lại bỏ mặc em mà đi trước thế? Người thân của ba vị thần quan còn lại chỉ biết khóc lóc, xem ra họ cũng không có ý định muốn lấy lại thần công ngọc. Mọi người đừng khóc nữa, bây giờ không phải là lúc khóc lóc. Tuy ta không phải là người của nhà người nhà ta không phải là người nhà Hanada, nhưng tận mắt chứng kiến các thần quan chết, họ chết vô cùng thê thảm, chết rất là kỳ lạ, nhất định là phải điều tra ra nguyên nhân cái chết của họ mới cứng với những người đã khuất. Ngài ấy nói đúng, chúng tôi muốn vào thần mộ. Đúng thế, các thần quan vì thần mộ mà chết. Tên gia hỏa Chu Tiểu An này thật là xấu xa, rõ ràng là bản thân muốn vào thần mộ tìm năng lượng, lại kích động người nhà Hanada biểu tình trước. Không ai được phép nhắc đến chuyện thần mộ nữa. Thần mộ là nơi an nghỉ của thánh thần, tương liêu và tiên tri tử thúc. Tứ thần quan khiến thánh thần tức giận nên mới chịu kết cục này. Thế thì ta lại không hiểu lắm. Chẳng phải là tương liêu đáng lẽ nên bảo vệ cho gia tộc Hanada hay sao? Sao lại nhỏ mọn như thế chứ? Trong thần mộ có bạch hạt tử. Họ là bạch hạt tử giết chết đó. Bạch hạt tử là cái gì? Đừng nghe bà già nói bậy. Bà ta là kẻ điên, mau đuổi bà ta đi. Còn ngay ra đó làm gì? Còn không mau mai táng thi thể của các vị thần quan. Ta không điên, các người mới điên. Nhất định là bệ hạ nói rồi. Mời mọi người đến Jinetara dùng bữa. Tuy từ trước đến giờ Tineta ra được không cho phép thi tộc bước chân vào, nhưng hôm nay chúng tôi phá nệ. Xin cảm ơn thi vương Trung Hoa đã giúp chúng tôi xoa dịu cơn thịnh nộ của thánh thần. Viên Thiên Canh đi đâu rồi? Hắn phát hiện tâm nghiện, hiện chắc là đang ăn điểm tâm ở bên ngoài rồi. Hắn tìm người đến tận nhà Hanada, may mà bên ngoài hỗn loạn, mất tích vài người chắc cũng không điều tra ra được. Từ khi chết đi sống lại từ trước đến giờ, mình lại chưa phát tâm nguyện lần nào, cũng không biết là hiện giờ tình hình trong nước thế nào rồi, giới đan của Trương Tam Phong luyện thế nào rồi, còn cả Đao Ca, vốn tưởng rằng có thể nhanh chóng giải quyết xong chuyện rồi về nước. Hiện nhà Hanada lại xảy ra chuyện thần mộ, cũng không biết là bao giờ mới được gặp lại Giang Huyền Yến. Thì Vương Trung Hoa, ta kính ngài một ni. Đại trưởng lão, ta có chuyện quan trọng muốn nói riêng với ngài. Chuyện này vô cùng quan trọng, không thể để ai nghe được. Được thôi, mời theo ta đến mật thất. Chẳng lẽ bệ hạ mang theo bảo bối đoạn lại như thi đan để hỗn độ đã phu hay sao? Ngươi nghĩ ngược lại rồi. Bây giờ hãy ngoan ngoãn tặng ta ký ức trong đầu của
ký ức trong đầu của ngươi cho ta đi. Không ngờ lại là như thế. Tương Liêu, A Bỉ Chi Tâm, Từ Phúc, Thần Công Ngọc, Thần Mộ, Bạch Hạt Tử. Tất cả các manh mối đều khớp với nhau rồi. Thì ra A Bỉ Chi Tâm đang ngay ở dưới chân của chúng ta. Bệ hạ, chẳng phải người nói có chuyện muốn nói với ta hay sao? Phải đi báo tin này cho Giang Huyền Yến. Ta muốn đi vệ sinh, lúc khác nói chuyện với ngài. Sao lại tắt máy? Bên trong tinh thành, cô thật sự là muốn vào trong hay sao? Tuy Ngân Hoa bên ngoài đã chết rồi, nhưng khu vực trung tâm vẫn còn sống đó. Sau khi Tiểu An về nước mà tôi vẫn chưa ra, thì hãy đưa USB cho anh ấy. Anh ấy nhìn thấy video trong đó sẽ biết phải làm thế nào. Cho dù cô không nói thì tôi cũng biết cô làm như thế là vì Tiểu An. Cảm ơn cô. Tiểu tử thối đó không chọn nhầm người. Alo Tiểu An, không ngờ cậu lại chủ động gọi điện cho tôi. Giang Nguyên Liến tắt máy rồi, tôi không thể nào liên lạc được với cô ấy. Bảo cô ấy gọi lại cho tôi ngay, tôi có việc gấp. Cô ấy hiện tại không thể gọi cho anh được. Cô nói sao, cô ấy vào Ngân Hoa rồi. Lúc nào, vừa xong. Alo Tiểu An. Mẹ kiếp, làm chuyện nguy hiểm như thế, tại sao lại không nói cho mình trước? A Bỉ Chi Tâm không ở trong Ngân Hoa, không ở trong Ngân Qua mà. Không được, cho dù cô ấy có xà phân hộ thể, vào Ngân Hoa cũng vô cùng nguy hiểm. Mình phải lập tức quay về tinh thành cứu cô ấy ra. Hy Vương bệ hạ muốn đi đâu vậy? Im phin thiên canh, năng lượng xả giấy của ngươi khôi phục rồi sao? Đương nhiên rồi. Chỉ cần gần thần mộ một phút là có thể hấp thụ được nguồn năng lượng đó. A Bỉ Chi Tâm đang ở trong cổ mộ. Ngươi sẽ không bỏ mặc bọn ta một mình xuống đấy đấy chứ? Mẹ nó, bây giờ quay về tinh thành thì A Bỉ Chi Tâm sẽ rơi vào tay của viên tiên canh. Giang Huyền Yến và A Bỉ Chi Tâm bây giờ chỉ có thể chọn một. Giang Huyền Yến lý trí hơn mình. Cô ấy dám vào Ngân Qua thì sẽ chắc chắn bản thân có thể ra ngoài an toàn. Ít nhất có thể kiên trì đến lúc mình về nước. Việc quan trọng trước mắt là lấy được A Bỉ Chi Tâm. Ta đang muốn đi tìm người và Can Di đây. Chúng ta cùng nhau vào thần mộ nha. Ha ha, có phải là lão rùa đó không ở cạnh ngươi thì ngươi không yên tâm hay không? Thực ra hiện tại ta có thể giết chết ngươi một mình mà đi lấy A Bỉ Chi Tâm. Được thôi, ngươi cứ thử xem. Không thể nào, ánh mắt đó khiến ta không thể động đậy được. Giả giấy của ta đã khôi phục rồi, trên tay lại có cả xà nha đao. Hiện thực lực của ta đã vượt xa Chu Tiểu An rồi. Chu Tiểu An, trước mắt tại sao lại trở nên đáng sợ như vậy? Tên khốn này ngươi đã làm gì? Đâu có gì, chỉ là vừa nãy giã đông đầu của ngươi vừa thêm vào sự sợ hãi đối với ta mà thôi. Chỉ cần ta sử dụng xà nhãn nhìn ngươi thì sẽ kích phát nỗi sợ trong lòng của ngươi. Nỗi sợ chia ra làm ba mức cao, trung bình và thấp. Vừa rồi chỉ là mức độ thấp mà thôi. Ta dám khẳng định ngươi tuyệt đối không muốn là cao độ thế nào đâu. Được rồi, đi gọi tất cả mọi người đến thần mộ thôi. Nửa tiếng sau, những gì cần nói đều nói cả rồi. Sau khi ba người bọn ta xuống thần mộ, mọi chuyện trên này đều phải nghe theo sương sương. Tiểu An ca ca, em đi cùng anh. Bệ hạ, hãy để tôi đi cùng ngài. Sương sương nhất định là phải ở lại đây. Thứ nhất, em là đại thần quan, phải ở lại làm chủ Hanada. Thứ hai, sau khi ba người bọn ta xuống đó, cần em dùng thần công ngọc phong ấn cửa mộ. Nói tóm lại, không thể để Bạch Hạt Tử trong này ra ngoài được. Dưới đáy mộ thật sự là có Bạch Hạt Tử hay sao? Trong ký ức của bản trưởng lão nói như thế. Bạch Hạt Tử là sinh vật nguy hiểm, giống dưới thần mộ từ nghìn năm trước. Bởi vì lâu năm không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên đã rất là trắng, mắt cũng thoái hóa rồi, vì thế được gọi là Bạch Hạt Tử. Cái chết của thần quan rất có thể là có liên quan đến Bạch Hạt Tử. Lôi lạc tám phần cũng rơi vào trong tay của chúng rồi. Nói như thế thì đến cả tứ thần quan và lôi lạc không phải là đối thủ của hắn. Các người xuống đó như thế cũng cửu tử nhất sinh. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con đón ấy. Đây là xà nha đao. Bây giờ ta cũng không cần dùng đến thanh đao này nữa. Ngươi bảo quản hộ ta. Ta đã dạy cách dùng cho ngươi rồi. Ta không chịu. Ai không nghe lời thì chém kẻ đó. Không ngờ viên thiên canh lại giao vật quan trọng như vậy cho ta. Bớt nói nhảm đi, đi thôi. Bệ hạ, tôi nhớ ra rồi.
Người còn chưa kết. Ây da, người còn nói nhảm nữa. Bây giờ cần kết gì nữa rồi? Người để cô ấy có được bốn miếng thần công ngọc xà giáp của chúng ta không phải là đối thủ cô ấy nữa. Yên tâm đi, ta bảo đảm ngươi không bị thần công ngọc tẩn nữa đâu. Cái gì gọi là không cần kết nữa? Hai người này nhắn nút nói cái gì vậy không biết. Ta xuống đây. Tiểu An ca, Sương Sương tiểu thư yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngài ấy. Nhảy vào nơi khủng bố như thế này, ta lại chẳng sợ hãi chút nào, mà còn cảm thấy hưng phấn lạ thường. Có lẽ ta đã bất giác bị A Bỉ Chi Tâm mê hoặc rồi, giống như là tương miêu. Này, vừa rồi hai người đó thì thầm to nhỏ, cô có biết là chuyện gì hay không? Tôi cũng không rõ, nếu nói sự thật sẽ bị Thi Vương giết đó. Ý, cô ta đâu rồi? Yokomichi. Này, sao ngươi lại nhảy xuống đây rồi? Chỉ có ba nam nhân đi thì chắc chắn là sẽ rất buồn. Người ta đến giúp bầu bạn với các ngươi. Không biết đã qua bao lâu, đây là động không đáy hay sao chúng ta vẫn đang rơi xuống? Người đừng có ôm chặt ta như thế, ta sẽ có phản ứng sinh lý đó. Để ta sờ xem chỗ nào có phản ứng. Nơi này nóng quá. Đi đường người nhẹ như bay, cảm giác như là đến một thế giới khác vậy. Đây là thứ gì? Sinh vật thật là kỳ lạ. Người nờ gàn Hanada Janji lại thông qua nêu xương xương chế phụ tứ thần quan, thật là khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Cho dù sùng bái ta cũng đâu cần phải nhảy xuống đây. Vốn ta chỉ muốn ngươi cứu sống Kurato, nhưng bây giờ ngươi đã không mang tính mạng nhảy xuống cùng ngươi, là muốn ngươi. Người ta đều nói đêm xuân đáng nghìn vàng, nếu có thể chiếm hữu ngươi thì cho dù là cô chết cũng đáng. Chẳng phải là ngươi không biết nói tiếng Trung Quốc hay sao? Ta chỉ không nói gió mà thôi, không nói giỏi mà thôi. Vì ngươi ta sẽ cố gắng tu luyện. Thế sao? Đáng tiếc là ta đã có nữ nhân khác rồi. Vì thế ngươi bỏ ý định đó đi. Ta không quan tâm ngươi thích ai, ta chỉ cần thân thể của ngươi là đủ rồi. Đó là mùi gì vậy? Rất thơm đúng không? Thi thuật của ngươi không có tác dụng với ta đâu. Ha ha, vân vụ bách hợp hương của ta từ từ phát huy tác dụng. Chưa đến một tiếng đồng hồ sau, cho dù là ngươi nhìn thấy lận lái cũng động lòng. Trời đất, nơi này rộng đến mức giống như là một thế giới khác vậy. Còn tưởng rằng thần mộ này chính là một cái động thôi. Xem ra cái tên thần mộ này không hề chính xác. Dưới mấy chục phút, tức là đã đi xuống lòng đất mấy chục cây rồi. Dưới chân ta chính là trái đất. Chắc nên gọi là nơi này là địa tâm thế giới chứ. Chúng ta đã đi vào từ cái động đó. Vết khảm dài ánh sáng màu xanh ở trên đỉnh, ở trên đỉnh rộng vừa kéo dài đến vô cùng vô tận. Không ngờ ngài ấy còn có thể bay đi, ngầu quá đi. Nguồn năng lượng này thật là mạnh, tiếp xúc trực tiếp đến ngay cả xà giáp cũng bị bong ra. Dải sáng này chắc chắn là do A Bỉ Chi Tâm phát ra. Chỉ cần đi theo ánh sáng này là có thể tìm thấy A Bỉ Chi Tâm. Danji, người thử dùng tay bóc nó chết xem. Đây là thứ gì? Trông thật là buồn nôn. Thật là buồn nôn, sao ngươi không tự bóp? Ta thử rồi, nhưng không bóp chết được nó. Một phút sau, sao có thể như thế? Xà giới cấp 2 của ta còn có thể bóp nát được cả kim cương. Cứ bóp nó là lại phát sáng, chắc chắn là ánh sáng này có vấn đề. Không thể coi thường sinh vật ở địa tâm thế giới này. Chúng đều là chịu sự ảnh hưởng của A Bỉ Chi Tâm. A Bỉ Chi Tâm, sao ngươi A Bỉ Chi Tâm đang ở đây? Ta đã đọc ký ức của trưởng lão Jaditara. 200 năm trước công nguyên, A Bỉ Chi Tâm đã được cất giữ ở trong sân động trên đầu chúng ta. Cái gì? Nó đơn giản là lúc đó Từ Phúc cầu xin Tương Miếu dùng sức mạnh của A Bỉ Chi Tâm để y chế tạo ra thần công ngọc nhằm đối kháng với sự uy hiếp của thi tộc. Kết quả là sau khi chế tạo thần công ngọc không lâu thì A Bỉ Chi Tâm liền bị trộm mất. Chỉ trong một đêm, chỗ cất giữ A Bỉ Chi Tâm đột nhiên xuất hiện một địa động. Mọi người còn tưởng rằng là đường của tên trộm đào để trộm bảo vật. Thế tên trộm đó rốt cuộc là ai? Không rõ.
Tương Liêu vì muốn lấy lại A Bỉ Chi Tâm nên đã cùng Tiểu Phúc nhảy xuống động đó hơn 2.000 năm trước. Họ cũng đi vào thế giới này giống như chúng ta. Nói tóm lại là gia tộc Hanara đợi mấy trăm năm, nhưng Tương Liêu và Tiểu Phúc không trở ra. Họ đoán là hai người này đã chết, nên liền dùng thần công ngọc phong vấn địa động này, đồng thời có đó là thần mộ. Vốn thần công ngọc có 8 miếng, nhưng sau khi phong ấn lại chỉ còn lại 2 miếng. Lão bà điên đó nói về bạch hạt tử lại là chuyện gì? Nhà Hanara phong ấn địa động này còn vì một nguyên nhân nữa, chính là có một loại quái vật nhảy ra ăn người vào ban đêm. Theo những người may mắn chạy thoát thì quái vật đó là rất trắng, không có mắt. Cái tên bạch hạt tử cũng là từ đó mà lan truyền. Bạch hạt tử có thể kéo lên mấy chục cây, chắc chắn là còn lợi hại hơn cả thằn lằn đầu người này. Chúng ta còn không bóp chết được nó thì nếu gặp phải bạch hạt tử chẳng phải là tiêu đời luôn sao? Sinh vật ở đây biết năng con hộ thể pháp, trước khi gặp phải bạch hạt tử nhất định là phải tìm ra cách phá giải. Xuất phát thôi, đi theo ánh sáng màu xanh trên đầu.